Rồi mấy em thấy bài giảng của cô chưa? Alo. Dạ rồi, dạ rồi. Thấy chưa? Dạ, cái cô ơi. Thấy rồi phải không? Rồi cô bắt đầu nha. Hôm nay mình học bài học môn Võ Thượng Thận. Qua bài học này đó, thì mấy em phải đạt được 3 mục tiêu. Thứ nhất là trình bày được cơ chế tác dụng của các corticosteroid. Thứ hai là trình bày được tác dụng chính, tác dụng phụ, chỉ định và chống chỉ định của các corticosteroid. Và cuối cùng là chúng ta có thể vận dụng được nhóm thuốc này trong điều trị. Ở trong cơ thể của chúng ta đó thì có hai cái tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận này á, nó nằm ở cực trên của hai thận và nó làm chức năng, nó chỉ làm chức năng nội tiết thôi. Đây là cái thiết độ bổ dọc của tuyến thượng thận thì gồm có hai phần chính. Phần ở phía bên trong này là phần tủy thượng thận sản xuất ra nhóm catecholamine, còn cái phần phần ngoài này là phần vỏ thượng thận. Cái hình bên đây là cấu trúc mô học của vỏ thượng thận từ trong ra ngoài. Ngoài cùng là cái lớp vỏ sơ, rồi kế đó là ba cái vùng chức năng. Vùng ngoài cùng, vùng này là vùng cầu, vùng này sản xuất ra nhóm mineralocorticoid, tức là cái nhóm hormone chuyển hóa chất khoáng. Tới cái vùng kế là vùng vùng bó. Cái vùng kế là vùng bó, cái vùng này sản xuất ra nhóm glucocorticoid, tức là cái nhóm hormone tham gia chuyển hóa đường, là và cái lớp ở trong cùng, cái vùng ở trong cùng là vùng lưới. Cái vùng này sản xuất ra nhóm androgen, tức là hormone sinh dục nam. Cô ơi, tụi em chưa thấy slide. Ủa sao vậy, thấy chưa? Dạ hình như có bạn tranh quyền trình chiếu hay sao cho nên là không có thấy được đó cô. Trời ơi, là tức là Coi như là có lỡ bạn nào đó lỡ bật cái chia sẻ trình chiếu hay sao cho nên là không có thấy được cái slide cô đang chiếu. vậy thì mấy em tác dụng cô đó ha, tại vì cô lần đầu cô dạy theo kiểu này, cô cũng không 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 biết làm sao mà để tắt của mấy em. Giờ cô làm lại cái phần của cô ha. Dạ. Thấy chưa em? Thấy chưa? Giờ thấy rồi cô ơi. Dạ thấy rồi cô ơi. Rồi cô bắt đầu lại ha. Thì cái đây là cái vùng vỏ thượng thận từ trong ra ngoài. Thì ở cái vùng ngoài cùng á, là cái vùng cầu. Cái lớp ngoài cùng là lớp vỏ sơ thôi. Rồi tới cái ba cái vùng chức năng sản xuất ra ba nhóm hormone. Thì cái vùng ngoài cùng đó là vùng cầu, cái vùng này sản xuất ra nhóm mineralocorticoid, tức là cái hormone tham gia chuyển hóa chất khoáng. Tới cái vùng bó, vùng này sản xuất ra nhóm glucocorticoid, là cái nhóm hormone tham gia chuyển hóa đường. Tới cái vùng trong cùng là cái vùng lưới, cái vùng này sản xuất ra androgen, là hormone sinh dục nam. Mặc dù cái bài này á là hormone vỏ thượng thận nhưng mà cô chỉ nói tới cái hai cái nhóm hormone thôi, là nhóm mineralocorticoid và nhóm glucocorticoid. Còn cái androgen đó là hormone sinh dục nam,
Nếu mà mấy em có học thì mấy em sẽ học trong cái chương sinh dục ở ở trong cơ thể đó, thì hormone nó sẽ sản xuất ra theo nhu cầu sinh lý của cơ thể để không có, để nó không có tăng quá mức hoặc là nó giảm quá mức, thì trong cơ thể của mình đó, có những cái cơ chế để điều hòa sản xuất hormone. Đối với cái hormone sản xuất ở vùng cầu, tức là nhóm mineralocorticoid và đại diện là androsterone, thì cái androsterone được điều hòa sản xuất chủ yếu bởi hệ renin-angiotensin. Ngoài ra cái androsterone này nó còn được điều hòa sản xuất bởi cái bởi cái nồng độ natri và kali ở trong máu. Còn hormone của vùng bó và vùng lưới, hormone của hai vùng này chịu điều hòa sản xuất bởi ACTH. ACTH là một hormone hướng vỏ thượng thận, sản xuất ở thì trước tuyến yên. Mấy em nhớ kỹ cái phần mà cô nói phần này ha, tại vì cái này nó sẽ có liên quan tới cái cơ chế của cái bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, cho nên mấy em chú ý cái phần này giùm cô. Cái hormone của vùng bó và vùng lưới, hormone của hai vùng này chịu được sự điều hòa sản xuất của ACTH. Khi mà thiếu ACTH thì hai cái vùng này sẽ teo lại và mất chức năng sản xuất hormone. Còn nếu mà thừa ACTH đó, thì hai cái vùng này sẽ phì đại, tăng sinh lên và nó tăng tiết hormone. Nói về cơ chế tác dụng của nhóm hormone vỏ thượng thận, thì hormone vỏ thượng thận cũng như là hormone sinh dục thì bản chất của nó là được cấu tạo bởi một cái vòng steroid, nên nó sẽ có cái cơ chế tác dụng giống nhau. Cái hormone này đó, nó đặc điểm của hormone này là nó tan được ở trong trong lipid, cho nên nó có thể khuếch tán qua được màng tế bào. Và cái receptor của hormone nó nằm trong bào tương. Hormone sẽ di chuyển, cái hormone này sẽ di chuyển vào trong bào tương, gắn vào cái receptor nằm trong bào tương. Phức hợp hormone receptor sẽ di chuyển vào trong nhân, gắn vào ADN và nó sẽ biểu lộ một cái đoạn gen đặc hiệu. Từ cái đoạn gen đặc hiệu đó sẽ tổng hợp ARN thông tin, và cái ARN thông tin này sẽ di chuyển ra ngoài bào tương để thực hiện quá trình tổng hợp protein. Đây là những cái protein có chức năng sinh học. Cô thí dụ ha, thí dụ như là trường hợp cái hormone này là androsterone, là cái hormone thuộc nhóm mineralocorticoid á, nó có tác dụng là giúp tái hấp thu muối và nước ở ống thận xa. Thì cái protein này nó là cái enzyme, enzyme giúp tái hấp thu muối và nước ở ống thận xa. Cái cô nhắc lại cái cơ chế này thôi, chứ thực ra cơ chế này mấy em cũng đã học ở trong phần sinh lý rồi. Và trong bài này thì gồm có hai nhóm hormone là nhóm mineralocorticoid và nhóm glucocorticoid. Nói về cái nhóm mineralocorticoid thì cái chất quan trọng nhất là androsterone. Thì cái phần này á, mình tìm hiểu sơ qua thôi, tại vì cái nhóm này đó, nó ít có tác dụng điều trị trên lâm sàng lắm. Ở trên lâm sàng á, thì cái nhóm này á, cái nhóm thuốc này á, chỉ điều trị duy nhất một cái bệnh, đó là bệnh bệnh Addison. Bệnh Addison là bệnh suy vỏ thượng thận mạn nguyên phát. Nó là cái nhóm thuốc để phối hợp điều trị trong cái bệnh Addison, để điều chỉnh rối loạn nước và điện giải trong cái bệnh này thôi. Cho nên và những cái phần mà tác dụng của nó đó, cái phần tác dụng của cái nhóm thuốc này đó, thì mấy em cũng đã học trong phần sinh lý rồi. Cho nên cái phần này là mấy em tự học. Cái phần cái nhóm mà mineralocorticoid này lại cái mấy em tự học. Buổi hôm nay cô sẽ nói kỹ về cái nhóm mà glucocorticoid. Trong cái những cái
dạng thuốc dạng tổng hợp thuộc nhóm mineralocorticoid. Thì mấy em chú ý nha, cái fluorocortisone này là cái thuốc mà nó có cái tác dụng kháng viêm cũng như tác dụng tại chỗ nó tương đối là mạnh, nhưng mà mình không có bao giờ sử dụng cái tác dụng kháng viêm của nó, tại vì cái tác dụng giữ muối và nước của nó rất là lớn. Cho nên cái fluorocortisone này mình sử dụng nó, mình coi như là nó thuộc nhóm mineralocorticoid, dùng để điều chỉnh rối loạn nước và điện giải thôi, chứ mình không có sử dụng cái tác dụng kháng viêm của nó. Và chúng ta nói về nhóm glucocorticoid, cái nhóm thuốc này đó, thì những cái thuốc thuộc nhóm glucocorticoid này á, thì nó có cái nguồn gốc từ tự nhiên hay là từ thiên nhiên, tức là cái loại mà nó sản xuất ra ở vùng vùng bó của tuyến thượng thận đó. Thì ở trong đây nó gồm có ba cái chất, đó là cortisone hay mình còn gọi là hydrocortisone, cortisone và corticosterone. Trong ba cái chất này thì cái chất sản xuất nhiều nhất và cái chất chính đó là hydrocortisone. Thì mấy em chú ý cái hydrocortisone này ha, cái hydro của cái cortisone mà tận cùng là chữ N, là thì nó chính là hydrocortisone, còn cortisone là chữ N này, nó là một cái loại khác, mình chú ý này ha. Cái để khi mà mấy em làm cái thực hiện cái câu hỏi trắc nghiệm đó, thì mình chú ý phân biệt hai cái này là hai cái loại khác nhau. Còn những cái corticoid có nguồn gốc từ tổng hợp, tức là dựa vào khuôn mẫu của hydrocortisone, rồi từ đó người ta thêm bớt một số cái gốc hóa học để nhằm cái tác dụng có lợi nó tăng lên, còn những cái tác dụng phụ thì nó giảm xuống. Và đa phần những cái tác dụng có lợi người ta muốn tăng lên đó là tác dụng kháng viêm, còn cái tác dụng mà người ta muốn giảm thì là tác dụng giữ muối và nước. Cho nên những cái corticoid mà có nguồn gốc từ tổng hợp, nếu mà mình so với hydrocortisone thì thường là cái tác dụng kháng viêm của nó sẽ mạnh hơn, và tác dụng giữ muối và nước thì nó sẽ ít hơn so với hydrocortisone. Nhóm glucocorticoid thì nó có rất là nhiều tác dụng, trong đó có ba cái tác dụng chính là tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Đây là ba cái tác dụng sử dụng trong điều trị. Mấy em thấy là mặc dù nó có ba cái tác dụng chính, nhưng mà đa phần các bệnh thì nó xuất phát từ nguyên nhân viêm mà ra, từ cái phản ứng dị ứng mà ra, từ cái phản ứng miễn dịch mà ra. Cho nên cái thuốc này được chỉ định trong rất là nhiều bệnh. Nói về cái tác dụng kháng viêm, thì đây là cái thuốc có tác dụng kháng viêm mạnh, tại vì nó ức chế cái phản ứng viêm ở nhiều khâu. Đây mấy em nhìn thấy này ha, đây là cái quá trình sinh tổng hợp prostaglandin và leukotriene là những chất gây viêm, nó tạo ra từ phospholipid của màng tế bào. Thì corticoid nó có tác dụng là ức chế men phospholipase A2, do đó nó ức chế tạo thành prostaglandin và leukotriene. Nãy em có nhớ là cái cơ chế tác dụng của corticoid là nó tăng tổng hợp những cái protein có chức năng sinh học, phải không? Thì cái protein đó trong trường hợp này đó, thì cái protein đó nó tên là lipocortin. Thì cái lipocortin này đó, nó sẽ ức chế men phospholipase A2, do nên nó sẽ ức chế tổng hợp prostaglandin và leukotriene. Chúng ta sẽ so sánh cái tác dụng kháng viêm của corticoid với các NSAID và cái kháng viêm non-steroid. Thì mấy em thấy cái các NSAID, cái kháng viêm non-steroid này á, tức là cái nhóm thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm á, mấy em thấy cái nhóm thuốc này đó thì nó ức chế, một là nó có thể ức chế men citrooxina hoặc là nó ức chế men lipooxina. Nếu mà nó ức chế men citrooxina thì nó chỉ ức chế prostaglandin thôi, nó vẫn còn leukotriene, hoặc là nó ức chế ở bên khâu bên này thì nó vẫn còn cái prostaglandin để gây viêm. Còn corticoid ức chế ở cái khâu cao hơn, cho nên cả hai cái chất gây viêm là prostaglandin và leukotriene nó đều bị ức chế, cho nên cái tác dụng kháng viêm của nó mạnh hơn.
Cái thứ hai nữa đó là do cái corticoid này, nó ức chế ở cái khâu cao hơn, cho nên nó sẽ không có những cái tác dụng phụ mà một số các NSAID nó có. Cô thí dụ như cái aspirin, thí dụ như aspirin là nó có tác dụng làm gây co thắt phế quản trên người hen, thì cái aspirin nó ức chế cái men oxyna này, cái men này mình gọi tắt là men cốc ha, nó ức chế cái men cốc nè, cho nên bao nhiêu axit arachidonic nó không có qua được cái khâu bên này thì nó sẽ làm tăng, nó sẽ đi qua cái nhánh bên này, nó làm tăng leukogen. Và leukogen đó là cái chất gây co thắt phế quản rất là mạnh, và đặc biệt là ở cái người hen phế quản á, ở cái người hen phế quản á thì cái phế quản người ta rất nhạy với leukogen, chỉ cần nó tăng lên chút xíu thôi á cũng đáp ứng gây co thắt phế quản. Ở người bình thường á, leukogen nó tăng lên chút xíu á, thì mình không thấy khác gì, nhưng mà ở người hen phế quản á, thì cái phế quản nó nhạy với leukogen, cho nên chỉ cần tăng lên chút xíu á, thì nó sẽ gây co thắt phế quản. Cho nên các NSAID thì nó có tác dụng phụ là gây co thắt phế quản ở trên người hen, nhưng mà corticoid thì nó sẽ không có tác dụng phụ đó. Nói về cái tác dụng kháng viêm thì nó có còn thêm một cái cơ chế kháng viêm khác nữa, đó là em biết cái lysosome là một bào quan nằm trong tế bào. Trong cái phản ứng viêm thì lysosome này sẽ sản xuất ra những cái enzyme. Những enzyme này nó có tác dụng là nó làm ly giải protein, nó gây tổn thương mô, thì corticoid làm vững bền màng lysosome, cho nên nó sẽ hạn chế phóng thích những cái enzyme từ lysosome. Cái cơ chế thứ ba kháng viêm nữa là trong cái phản ứng viêm mãn có sự tham gia của các nguyên bào sợi, thì corticoid làm giảm chức năng của nguyên bào sợi, cho nên nó ức chế luôn cả cái phản ứng viêm mãn. Corticoid nó có tác dụng ức chế cái phản ứng viêm cấp và viêm mãn, và nó do nó làm giảm chức năng của các nguyên bào sợi, cho nên nó cũng làm giảm cái quá trình tạo sẹo. Tác dụng chống dị ứng, tác dụng chống dị ứng thì cái chất mà gây dị ứng là histamine. Mấy em chưa học bài histamine cho nên cô sẽ nhắc sơ qua cái phần này ha. Thì histamine ở trong cơ thể nó sẽ nằm trong tế bào mast hoặc là bạch cầu đa nhân ưu kiềm. Khi nằm ở trong tế bào á, thì nó chưa có tác dụng, chỉ khi nằm phóng thích ra phía bên ngoài á, nó mới có tác dụng. Thì cái thí dụ như đây là tế bào mast. Ở trong tế bào thì có những cái hạt chứa histamine. Nó có những cái hạt chứa histamine. Và trên màng tế bào có các thụ thể. Thụ thể này là thụ thể FC. Cái thụ thể này để cho kháng thể gắn vào. Và trong bệnh lý quá mẫn tiếp 1 thì cái kháng thể gắn vào là kháng thể IgE. Kháng thể gắn vào là kháng thể IgE. Kháng thể IgE sau khi được tạo thành đó, thì nó đa số là nó gắn ở trên màng tế bào mast hoặc là bạch cầu đa nhân ưa kiềm. Khi kháng nguyên mẫn cảm xâm nhập vào cơ thể, cái kháng nguyên mẫn cảm tức là cơ thể mình đã mẫn cảm với cái kháng nguyên này rồi, tức là cái kháng nguyên này nó đã từng xâm nhập vào trong cơ thể mình rồi. Và khi mà nó xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ kích thích cơ thể sinh ra kháng thể. Cái kháng thể IgE này là kháng thể IgE đặc hiệu cho cái kháng nguyên mà nó tiếp xúc. Thì nó gắn sẵn ở trên màng tế bào. Lần sau cái kháng nguyên này xâm nhập vào cơ thể một lần nữa thì gọi là kháng nguyên mẫn cảm. Tức là mình đã có kháng thể IgE đặc hiệu cho cái kháng nguyên này rồi. Thì cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó sẽ kích hoạt men phospholipase. Cái men này nó sẽ gây một loạt cái phản ứng hóa học. Thì tới những phần này vô chi tiết, và để tới phần histamine và kháng histamine đó, thì mấy em sẽ được học kỹ hơn ha. Nó sẽ kích hoạt men phospholipase, nó gây một loạt cái phản ứng hóa học, và nó sẽ gây phóng thích histamine và một số cái hóa chất trung gian khác.
Đó, thì khi mà histamine phóng thích ra khỏi tế bào thì nó sẽ có cái tác dụng gây gây dị ứng. Thì đây mấy em thấy cái tác dụng chống dị ứng của corticoid à. Một là nó ức chế men decarboxyla, là cái men này là cái men tạo thành histamine. Từ axit amin là histidine, thì dưới tác dụng của men này thì nó tạo thành histamine. Thì cái corticoid nó sẽ ức chế men decarboxyla, cho nên nó ức chế sự tạo thành histamine. Cái thứ hai nữa là để nó ức chế cái sự phóng thích histamine ra khỏi tế bào. Tại vì khi histamine nằm trong tế bào thì nó chưa có tác dụng, chỉ khi nào mà phóng thích ra phía bên ngoài nó mới có tác dụng. Mà muốn phóng thích ra phía bên ngoài thì phải có phức hợp kháng nguyên kháng thể. Phải có phức hợp kháng nguyên kháng thể thì corticoid nó ức chế tạo kháng thể. Cho nên kháng nguyên si vô xâm nhập vô mà nó không có cái kháng thể IgE này thì nó cũng không có gây phóng thích được histamine. Cái cơ chế thứ ba là nó ức chế men phospholipase. Nó ức chế cái men này, ức chế men phospholipase, cho nên nó ức chế sự phóng thích histamine. Tác dụng thứ ba, tác dụng chính thứ ba là tác dụng ức chế miễn dịch. Tác dụng ức chế miễn dịch này á, nó chỉ có khi mình sử dụng corticoid liều cao, khi sử dụng prednisolone cái liều tương đương từ 1 mg trên kg cân nặng trở lên mới có tác dụng ức chế miễn dịch. Cái tác dụng ức chế miễn dịch đây là cô muốn nói là cái tác dụng ức chế tạo kháng thể. Khi mà mình sử dụng cái tới cái liều mà ức chế tạo kháng thể này, mình sử dụng thời gian kéo dài á, thì nó sẽ làm teo các mô bạch huyết và nó sẽ làm teo các tuyến ức, tức là những cái cơ quan miễn dịch đó. Thì thứ nhất là nó sẽ làm giảm cái lượng kháng thể, do nó làm cản trở quá trình xử lý kháng nguyên của đại thực bào và của tế bào lympho T đó. Cho nên nó sẽ làm giảm lượng kháng thể, tức là nó làm ức chế tạo kháng thể ha. Cái thứ hai nữa là nó làm giảm số lượng tế bào lympho. Tế bào lympho thì mấy em biết là trong cái vai trò cái phản ứng miễn dịch đó, cái tế bào lympho T á, nó tham gia trong miễn dịch tế bào. Còn tế bào lympho B á, thì nó tham gia trong miễn dịch dịch thể. Thì ở đây á, nó sẽ làm giảm số lượng tế bào lympho T và tế bào lympho B, cho nên nó sẽ ức chế cả miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể. Rồi nó làm giảm các thành phần bổ thể và các cytokine. Cytokine là những cái chất mà nó được sản xuất ra từ từ bạch cầu được hoạt hóa. Ví dụ như từ tế bào lympho hoạt hóa thì nó sẽ sản xuất ra lymphokine, hoặc là bạch cầu sản bạch cầu đa nhân trung tính nó sản xuất ra kích được bị kích hoạt thì nó sẽ sản xuất ra interleukin. Thì các thành phần bổ thể và các cytokine là trong cái phản ứng miễn dịch thì nó có vai trò là nó làm khuếch đại cái phản ứng miễn dịch lên. Nó làm khuếch đại cái phản ứng miễn dịch lên. Thì cái corticoid là cái thuốc ức chế miễn dịch mạnh, do nó ức chế ở nhiều khâu. Thứ nhất là nó làm giảm lượng kháng thể, hai nữa là nó làm giảm số lượng tế bào lympho, và nó làm giảm thành phần của bổ thể và các cytokine. Cho nên đây là một cái loại thuốc có tác dụng ức chế miễn dịch mạnh. Cô nhắc lại cái tác dụng của corticoid nó có ba cái tác dụng chính là tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Và người ta sử dụng ba cái tác dụng chính này ở trong điều trị. Nãy giờ mấy em thấy cô giảng cái tốc độ vậy mấy em theo được không? Dạ được cô. Tại vì cô thấy bữa nay hôm nay mình không tính buổi học sau mình cũng không có thôi, không có giờ, cho nên cô nói chậm chậm, buổi đầu tiên mình chưa quen nói chậm chậm để cho mấy em theo theo cho kịp ha. Dạ lắm cô. Rồi tiếp tục nha mấy em. Những cái tác dụng khác thì đa phần những cái tác dụng khác của corticoid là tác dụng không mong muốn. Tác dụng trên chuyển hóa đường, đây là cái thuốc có tác dụng làm tăng đường huyết. Tác dụng trên chuyển hóa protein thì nó làm tăng thoái hóa protein. Cái tình trạng tăng thoái hóa protein này nó sẽ để lại cái hậu quả trên da, làm nhăn da, mỏng da, nứt da, nó làm chậm quá sẹo. Cái tác dụng chậm quá sẹo này á,
thì không phải lúc nào nó cũng là tác dụng không mong muốn. Ha, thí dụ như cô thí dụ như mình bị một cái vết thương hở, nếu mà mình bôi corticoid vào thì cái tác dụng chậm quá sẹo đó là tác dụng không mong muốn. Hoặc là bệnh nhân bị loét giác mạc mà mình chỉ định cho corticoid nhỏ vô trong mắt thì cái đó là tác dụng không mong muốn. Corticoid nó sẽ làm mà trên trên cái bệnh nhân bị loét giác mạc, nó sẽ làm thủng giác mạc, nó gây mù mắt. Nhưng mà trong một số trường hợp á, bệnh nhân bị cơ địa sẹo lồi đó thì người ta có thể sử dụng các loại corticoid có tác dụng tại chỗ, tiêm vô trong cái sẹo đó để điều trị sẹo lồi. Rồi cái tác dụng corticoid gây loãng xương, corticoid á, nó cái tác dụng gây loãng xương rất là lớn, bởi vì nó tác động lên nhiều, tác dụng lên cả hai cái thành phần chính của xương. Xương thì được cấu tạo bởi hai thành phần chính, đó là gì? Là cái vàng collagen, thành phần collagen bản chất của nó là protein, phải không? Cái vàng collagen, rồi trên cái vàng collagen đó là cái thành phần chất khoáng canxi, phốt pho nó lắng động ở trên đó. Thì cái tác dụng loãng xương này, thế giờ cái thứ nhất là nó làm thoái hóa protein, cho nên nó sẽ làm tổn thương cái vàng collagen. Cái thứ hai, cái tác dụng thứ cái cơ chế thứ hai mà để nó gây loãng xương nữa là do nó đối kháng với vitamin D3, cho nên nó sẽ làm giảm hấp thu canxi ở ruột. Và cái tình trạng giảm hấp thu canxi ở ruột này á, nó sẽ làm cho nồng độ canxi ở trong máu thấp. Nồng độ canxi ở trong máu thấp á, thì tuyến cận giáp nó sẽ hoạt động bù trừ, tuyến cận giáp sẽ sản xuất ra para hormone, đó là cái hormone để giúp điều hòa cái nồng độ canxi ở trong máu đó. Cái para hormone này nó sẽ huy động, nó lấy canxi từ trong xương, nó đưa ra ngoài máu, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thành phần chất khoáng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thành phần chất khoáng của xương. Cái thứ hai nữa, cái cơ chế cái thứ ba nữa, cái cơ chế nữa là ở trong xương của mình đó, thì nó có hai nhóm tế bào mà nó hoạt động, cái chức năng của nó ngược với nhau và lúc nào nó cũng hoạt động song song với nhau, đó là các tạo cốt bào và các hủy cốt bào. Thì corticoid làm tăng chức năng của các hủy cốt bào, ngoài ra nó còn làm giảm chức năng của các tạo cốt bào, cho nên nó sẽ gây loãng xương. Cái tác dụng loãng xương này của corticoid này nó rất là lớn, do nó tác động ở nhiều cơ chế. Cái thứ hai nữa là trong quá trình thoái hóa protein thì cái sản phẩm thải ra là urea, cho nên mấy em chú ý trong những cái trường hợp, trong những cái trường hợp suy thận nặng, ure trong máu tăng cao đó, thì khi mình sử dụng corticoid thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng tăng ure trong máu. Còn trong những cái trường hợp bình thường đó, thì cái tác dụng này nó không không đáng kể, ure nó tăng lên chút xíu nó cũng được chuyển hóa và nó cũng được thải ra hết, thì nó không ảnh hưởng. Nó chỉ ảnh hưởng khi mà bị suy thận nặng thôi. Trên chuyển hóa lipid thì tác dụng chủ yếu đó là cái tác dụng tái phân bố mỡ. Cái tác dụng tái phân bố mỡ này mấy em thấy trong hình ảnh bệnh nhân bị hội chứng kết sinh đó. Ha, thay thí dụ như thai gì á, mình mập mỡ nó phân bố đều ở trên cơ thể, thì cái tình trạng tái phân bố mỡ này á, là dưới tác dụng của nhóm glucocorticoid thì mỡ nó sẽ tập trung ở cái vùng trục thân người và tứ chi, thì nó bị thoái hóa protein đó, cho nên sẽ có cái tình trạng teo cơ đó. Tác dụng giữ muối và nước, tác dụng giữ muối và nước thì tùy, tác dụng giữ muối và nước thì tùy tùy loại corticoid. Có những cái loại tổng hợp, ví dụ như là dexamethasone hoặc là betamethasone thì nó sẽ không có tác dụng giữ muối và nước. Và corticoid thì nó làm mất kali và ion H cộng qua nước tiểu. Mấy em chú ý cái tác dụng mất kali này ha, làm hạ kali máu. Trong trường hợp mình sử dụng corticoid kéo dài hoặc là mình phối hợp với những cái thuốc mà nó làm nặng thêm cái tình trạng hạ kali trong máu. Thí dụ như corticoid sử dụng trong hội chứng thận hư, thì trong hội chứng thận hư bệnh nhân có cái triệu chứng phù đó, thì người ta sử dụng corticoid. Ngoài ra có một số trường hợp có phù nhiều, người ta có phối hợp với thuốc lợi tiểu đó, thì thuốc lợi tiểu nó cũng mất kali. Hoặc là ở trong cái bệnh hen phế quản
trong bệnh hen phế quản á, thì mấy em thấy người ta phối hợp với nhóm thuốc kích thích beta 2 thì thuốc giãn phế quản đó, thì nhóm thuốc kích thích beta 2 á, nó có tác dụng đưa kali vào trong tế bào, còn corticoid thì nó mất kali theo nước tiểu, cho nên khi mà phối hợp mấy cái thuốc này với nhau á, thì cái tác dụng hạ kali máu này á, nó sẽ tăng lên. Thì nói tóm lại là cái tình trạng hạ kali máu này nó sẽ xảy ra khi mình sử dụng thời gian corticoid thời gian kéo dài, hoặc là mình phối hợp với những cái thuốc khác mà nó cũng có tác dụng làm hạ kali máu, thì trong những trường hợp đó thì mình chú ý đến cái tác dụng này. Rồi corticoid có khả năng gây sỏi đường tiết niệu. Nãy mấy em nhớ là paraopon nó sẽ huy động canxi, nó lấy từ trong xương đưa ra ngoài máu để điều chỉnh cái nồng độ canxi trong máu đó, thì nó sẽ làm tăng thải canxi theo đường tiết niệu, cho nên nó sẽ có nguy cơ gây sỏi đường tiết niệu. Tác dụng trên máu, tác dụng làm tăng số lượng hồng cầu hoặc là bạch cầu đa nhân trung tính. Cái tác dụng này á thì thường ở trong điều trị mình thấy không rõ đâu, nhưng mà ví dụ như cái tác dụng tăng hồng cầu này trên bệnh nhân mà bị bệnh Addison á, là bệnh suy vỏ thượng thận mạng nguyên phát á, thì thường có khuynh hướng thiếu máu, mà còn trên bệnh nhân bị bệnh Addison á thì sẽ có khuynh hướng đa hồng cầu. Chứ còn mình sử dụng thuốc điều trị để tăng số lượng hồng cầu thì cái tác dụng này nó không rõ. Còn cái tác dụng làm tăng bạch cầu đa nhân trung tính, tức là do cái tác dụng kháng viêm. Mình biết trong cái phản ứng viêm thì bạch cầu đa nhân trung tính nó được kích thích tiết ra, và nó có cái sự xuyên mạch của bạch cầu á, nó di chuyển bạch cầu về về cái ổ viêm á, thì corticoid á, nó ức chế cái sự xuyên mạch của bạch cầu, do nó ức chế sự tạo thành leukotriene là cái chất quá ứng động bạch cầu đó, cho nên nó sẽ làm tăng cái bạch cầu đa nhân trung tính. Tác dụng lên trên tim mạch, nó gây tăng huyết áp. Thì cái tác dụng tăng huyết áp của corticoid này á, một là do tác dụng giữ muối và nước, và cái một còn một cái cơ chế tăng huyết áp thứ hai nữa là mấy em nhớ cái cơ chế tác dụng của corticoid á, cơ chế tác dụng của corticoid á, là nó làm tăng tổng hợp protein có chức năng sinh học, phải không? Thì những cái protein á, trong trường hợp này á, là những cái protein nó là các receptor giao cảm, thí dụ như nó làm tăng cái số lượng receptor, nó làm tăng biểu lộ cái thụ thể cái receptor beta 1 thì nó tác dụng lên tim, nó làm gì? Làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, cho nên nó sẽ làm tăng cung lượng tim ha. Rồi nó làm biểu lộ cái thụ thể alpha 2, thì cái alpha 2 nó sẽ gây co mạch, tăng huyết áp. Cho nên mấy em thấy ngay cả những cái thuốc mà nó không có tác dụng giữ muối nước, ví dụ như là dexamethasone hay là betamethasone, nó cũng không có tác dụng, nó không có tác dụng giữ muối và nước, nhưng mà nó cũng có tác dụng làm tăng huyết áp. Nhưng mà nó cái tác dụng tăng huyết áp này nó sẽ ít hơn là những cái thuốc mà nó có thêm cái tác dụng giữ muối nước. Tác dụng ở trên thận, làm tăng độ lập của cầu thận, làm tăng cung lượng tim. Bởi vậy mấy em thấy trong sử dụng corticoid, nhiều khi người ta hỏi là người ta thấy là nói là tác dụng corticoid có tác dụng giữ muối và nước, nhưng mà tại sao mà uống corticoid thì có cái triệu chứng đi tiểu nhiều? Thì cái đi tiểu nhiều này á là do tăng cung lượng tim. Một là do tăng cung lượng tim, thứ hai nữa là ở những cái trường hợp mà tăng đường huyết, ở những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tăng đường huyết á, thì cũng có cái bệnh nhân cũng đi tiểu nhiều. Đi tiểu nhiều này là do lợi niệu thẩm thấu, tác dụng lên thần kinh trung ương, tức là tác dụng lên thần kinh trung ương. Thì cái corticoid sinh lý á, nó tác dụng lên cái receptor ở vùng hải mã, nó sẽ gây biểu hiện những cái biểu hiện về rối loạn về hành vi hay là về cảm xúc. Nhưng mà khi mình sử dụng corticoid ngoại sinh
từ phía bên ngoài đưa vào để điều trị bệnh á, thì thường á, thì mình sẽ có cái tình trạng là nó gây hưng phấn, cho nên nó gây sẽ gây khó khó ngủ. Cho nên nếu mà sử dụng corticoid để điều trị á, mà mình có uống cái liều vào buổi chiều đó thì đừng có uống quá trễ, đừng uống sau 5 giờ nó sẽ gây khó ngủ. À, ngoài ra nó còn có tác dụng làm tăng bệnh tâm thần có sẵn. Thí dụ những người bình thường sử dụng corticoid thì nó sẽ gây hưng phấn khó ngủ, nhưng mà ở người có bệnh tâm thần sẵn, thí dụ như cái người này bị trầm cảm thì mình sử dụng corticoid thì nó sẽ làm nặng thêm cái triệu chứng trầm cảm, hoặc là cái người này bị tâm thần phân liệt thể kích động, mình sử dụng corticoid thì nó sẽ làm nặng thêm cái triệu chứng kích động. Còn ngoài ra nó còn có cái nó làm tăng cái cảm giác ngon miệng. À, và cái tác dụng này á, không bao giờ mình sử dụng trong điều trị ha, tại vì cái tình trạng chán ăn á, là nó do nhiều nguyên nhân chán ăn, nó do nhiều nguyên nhân nó gây chán ăn, và corticoid thì nó làm kích thích ăn ngon thôi, chứ nó không có nhầm vô những cái nguyên nhân đó. Và khi mà mình sử dụng mà mình kéo dài để mình duy trì được cái tác dụng này á, thì nó có rất là nhiều tác dụng phụ. Corticoid khi mình sử dụng cái liều cao mà thời gian ngắn nó sẽ ít tác dụng phụ, nhưng mà nếu mà mình sử dụng mặc dù cái liều thấp nhưng mà thời gian kéo dài thì nó cũng có nhiều tác dụng phụ hơn. Hoặc là khi mình sử dụng này để kích thích ăn ngon, là khi mình ngưng á thì cái tình trạng chán ăn nó còn nặng hơn nữa, cho nên không bao giờ mình sử dụng corticoid để kích thích ăn ngon. Nó ảnh hưởng lên sự tăng trưởng, thì ở thời kỳ bào thai á, nó giúp phát triển và biệt khóa một số cái hệ thống cơ quan của thai nhi. À, ví dụ như cái chất surfactant gọi là chất hoạt diện, nó nằm ở trong cái phế nang đó. Cái chất này đó nó sẽ giúp cho cái phế nang nó có thể phồng lên. Em bé khi mà nó nằm trong bụng mẹ thì những cái phế nang này nó xẹp. Khi mà ra đời á, đi ra khỏi bụng mẹ thì cái phế nang nó phải phồng lên để nó chứa khí, thì cái phế nang nó phồng lên nó chứa khí được là nhờ cái chất surfactant. Thì cái chất surfactant này á, nó được tạo vào khoảng tháng thứ 5, tháng thứ 6 của bào thai. Corticoid nó có tác dụng, nó làm tăng tạo chất surfactant ở phổi, và nó kích thích hệ thống enzyme mà ở đường tiêu hóa và ở gan phát triển, và nó giúp trưởng thành mạch máu, nó giúp trưởng thành mạch máu. Cho nên trong một số trường hợp cái người mang thai mà có nguy cơ sinh non thì người ta sẽ sử dụng corticoid để giúp trưởng thành cơ quan thai nhi. Corticoid nó làm có tác dụng làm chậm lớn do ức chế cái tổ chức sụn ở đầu xương, cho nên khi sử dụng corticoid ở cái đối tượng mà trẻ em nó còn phát triển chiều cao thì mình chú ý cái tác dụng này. Tác dụng lên cơ vân thì cả hai trường hợp thiếu hay là thừa cái nhóm hormone này thì nó đều gây yếu cơ hết. Nếu mà thiếu nhóm glucocorticoid nó gây yếu cơ là do nó làm thay đổi cấu trúc của sợi cơ. Còn nếu mà thừa nhóm glucocorticoid thì cái tình trạng yếu cơ này là do nó làm mà thoái hóa protein, cho nên nó sẽ gây teo cơ. Tác dụng lên những cái hormone khác, ví dụ như tác dụng lên hormone tuyến giáp thì corticoid làm giảm sản xuất hormone tuyến giáp. Hoặc là tác dụng trên cơ quan sinh dục thì nó sẽ ức chế tiết gonadotropin, tức là hormone hướng sinh dục, làm giảm tiết hormone sinh dục. Hormone hướng sinh dục này là LH và FSH. Khi nói về cái tác dụng loét dạ dày tá tràng, corticoid nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gây loét dạ dày của corticoid nếu mà sử dụng chung với các NSAID. Đây thì để giải thích cái cơ chế này như sau. Tạo thành cái prostaglandin này
thì có cái prostaglandin sinh lý và cái prostaglandin ở cái mô bị viêm. Thì cái men cốc mà cái men cốc một là để tạo cái prostaglandin sinh lý, còn cốc hai là tạo ra prostaglandin ở các mô bị viêm. Thì trong trường hợp mà mình sử dụng các NSAID mà nó ức chế men cốc và không chọn lọc, thì trong đó nó có ức chế men cốc một đó, thì nó ức chế sự tạo thành prostaglandin ở dạ dày của mình đó. Thì nó sẽ có hai cái nhóm yếu tố, nhóm yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày và nhóm yếu tố tấn công niêm mạc dạ dày. Nhóm yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày thì đó là mycin, đó là bicarbonate, là cái chất để trung hòa bớt dịch vị. Cái chất mà bảo vệ niêm mạc dạ dày này thì nó được tạo thành bởi prostaglandin. Thì khi mình sử mình còn yếu tố tấn công niêm mạc dạ dày là acid lipoic hoặc là pepsin. Thì ở trong trường hợp mà mình sử dụng các NSAID mà không chọn lọc, nó có ức chế men cốc một thì nó sẽ làm giảm cái prostaglandin sinh lý nè, cho nên nó sẽ làm giảm cái yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày, nó sẽ có nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng. Là cái NSAID này nếu mình sử dụng corticoid chung với corticoid và phối hợp hai cái thuốc này với nhau, corticoid nó cũng có ức chế sự tạo thành prostaglandin, phối hợp hai cái thuốc này với nhau thì cái nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng nó sẽ tăng lên. Rồi mấy em chú ý một cái trường hợp này ha, khi mà mình sử dụng corticoid một thời gian kéo dài đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái trục hạ đồi tuyến yên. Đây là vùng hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận. Thì cái nhịp sinh lý, tức là nhịp ngày đêm, hay là tình trạng sốt, hay là tình trạng bị stress, hạ đường huyết hay là hạ huyết áp, những cái yếu tố này nó sẽ tác động lên số cái chất dẫn truyền trên thần kinh. Nó sẽ kích thích cái vùng hạ đồi, sản xuất ra hormone CRH. Hormone này nó sẽ kích thích thủy trước của tuyến yên, sản xuất ra hormone ACTH. ACTH nó sẽ tác động lên vỏ thượng thận, tác động lên vỏ thượng thận, nó kích thích là sản xuất ra cortisol. Và khi nồng độ cortisol tăng lên tới một mức độ nào đó thì nó sẽ feedback lên vùng hạ đồi, lên tuyến yên để ngưng không có tiết cortisol nữa. Thì đây là cái cơ chế feedback âm để điều hòa sản xuất cortisol, để cho cái cortisol này nó sẽ sản xuất theo nhu cầu của cơ thể, nó không có bị tăng quá mức hoặc là nó không có bị giảm quá mức. Thì ở trong trường hợp mình đưa corticoid ngoại sinh từ phía bên ngoài vào, và có cái thuốc này á, nó có tác dụng là ức chế miễn dịch, và có những cái bệnh nó thuộc cơ chế miễn dịch thì mình sử dụng liều cao và thời gian điều trị rất là dài. Có những cái bệnh nhân điều trị kéo dài tới cả năm. Nghe, mình đưa corticoid ngoại sinh từ phía bên ngoài vào, cái liều cao đó thì nó sẽ ức chế trục hạ đồi tuyến yên à, ngưng không có sản xuất ACTH nữa. Và khi mà vỏ thượng thận không có cái ACTH kích thích đó, thì lâu ngày nó sẽ bị teo lại. Nó bị teo lại thì nó sẽ không có chức năng sản xuất cortisol nữa. Thì nó sẽ gây tình trạng gì? Nó sẽ gây tình trạng suy vỏ thượng thận cấp. Nó sẽ gây ra tình trạng suy vỏ thượng thận cấp. Vậy thì mấy em biết cái tình trạng suy, cái biểu hiện cái suy vỏ thượng thận cấp này là gì? Muốn biết thì mấy em nhớ là cái chức năng của cái hormone này đi, thì mấy em biết nó sẽ có triệu chứng như thế nào. Thí dụ như bệnh nhân mà mình cái cortisol này trong trong cơ thể mình nó duy trì gì? Nó duy trì huyết áp, cho nên khi thiếu nó thì bị tụt huyết áp. Nó duy trì đường huyết, khi thiếu nó thì bị tụt đường huyết. Và nó duy trì sự hằng định chất điện giải, khi thiếu nó thì thiếu mất muối, mất nước và tăng kali máu. Thì đó là cái triệu chứng của cái suy vỏ thượng thận cấp. Thì mấy em nhớ cái tình trạng suy vỏ thượng thận cấp này nó xảy ra khi mình sử dụng cái liều trên liều sinh lý và thời gian kéo dài, rồi mình ngưng thuốc đột ngột thì nó sẽ có nguy cơ suy vỏ thượng thận cấp. Đây là một cái suy vỏ thượng thận cấp này là một cái tình trạng cấp cứu
nội khoa, cho nên trong những cái trường hợp mà bệnh nhân sử dụng thời gian kéo dài thì người ta sẽ tìm cách, người ta sẽ có cái cách sử dụng corticoid như thế nào mà để hạn chế cái nguy cơ suy vỡ thượng thận cấp. Giờ nói về cái phần dược động học của thuốc ha. Cái corticoid này trong cơ thể mình sản xuất á, thì sản xuất nhiều nhất. Cái cortisol này trong cơ thể sản xuất trung bình khoảng 20mg ngày. À, là trong khoảng từ 15 cho tới 30, trung bình là 20mg ngày, và sản xuất nhiều nhất vào khoảng 8-9 giờ sáng. Còn cái corticoid mà mình sử dụng trong điều trị á, đưa vào cơ thể, mình có thể sử dụng bằng nhiều đường, có thể sử dụng qua đường tiêu hóa, sử dụng qua đường tim, hoặc là cái đường tại chỗ. Đường tại chỗ tức là mình sử dụng chỗ nào nó sẽ có tác dụng chỗ đó. Ví dụ như mình bôi trên da thì nó sẽ có tác dụng ở trên da. Mình nhỏ vô mắt có tác dụng trên mắt, hoặc mình phun qua đường hô hấp thì nó có tác dụng trên đường hô hấp, thì cái tác dụng này gọi là tác dụng tại chỗ. Và mấy em chú ý là cái khái niệm là gọi là tiền dược đó, có những cái thuốc đó, nó chưa có tác dụng, nó phải chuyển hóa qua gan nó mới có tác dụng. Thì cái nhóm glucocorticoid này có rất là nhiều loại tiền dược, nhiều thuốc ở dạng tiền dược, nhưng mà hai cái dạng tiền dược mà cổ điển nhất mà yêu cầu trong cái bài này mấy em phải nhớ đó là prednisone và cortisone. Prednisone nó là tiền dược của prednisolone, và cortisone này nó là tiền dược của cái cortisone này. Cortisone này chính là hydrocortisone ha. Những cái thuốc nào mà ở dạng tiền dược á, thì ở những cái trường hợp mà bệnh nhân suy gan nặng á, thì mình không nên sử dụng á. Tại vì bệnh nhân suy gan nặng á, thì không có, nó không có chuyển thành cái dạng có hoạt tính được. Chỉ định sử dụng corticoid, đây là chỉ định với cái liều tương đương với prednisolone. Thì khi mình nói về cái liều của corticoid thì cô muốn em hiểu cái khái niệm liều tương đương. Liều tương đương đây người ta sẽ lấy hydrocortisone làm chuẩn để so sánh tác dụng kháng viêm, tác dụng giữ muối nước và tác dụng tại chỗ. Hydrocortisone cái liều là 20mg có tác dụng kháng viêm bằng 1, tác dụng giữ muối nước bằng 1, tác dụng tại chỗ bằng 1. Prednisone 5mg này nó tương đương với 20mg hydrocortisone, tác dụng kháng viêm gấp 4 lần so với hydrocortisone, tác dụng giữ muối và nước thì 0,8 lần ha, nó ít hơn ha, và nó không có tác dụng tại chỗ. Tương tự vậy với prednisolone, tương tự vậy đối với prednisolone thì cái liều 5mg này nó cũng tương đương với 20mg hydrocortisone, tác dụng kháng viêm mà giữ muối và nước thì nó cũng giống như là prednisone, nhưng mà tác dụng tại chỗ thì nó khác mà, gấp 4 lần so với hydrocortisone. Thì mấy em thấy tại sao cái prednisolone này với lại prednisone này nó khác nhau chỗ này? À, thì mấy em nhớ ha, nãy cái dạng tiền dược là dạng thuốc chưa có tác dụng, nó phải chuyển hóa qua gan nó mới có tác dụng. Thì những cái thuốc ở dạng tiền dược nó sẽ không có tác dụng tại chỗ. Thì đây cái prednisone này nó là tiền dược của prednisolone thì nó sẽ không có tác dụng tại chỗ, hoặc là cortisone này nó là tiền dược của hydrocortisone này, nó cũng sẽ không có tác dụng tại chỗ. Nên để xa metadone 0,75mg tương đương với 20mg hydrocortisone, tác dụng kháng viêm gấp 25 lần so với hydrocortisone, không có tác dụng giữ muối nước, và cái tác dụng tại chỗ gấp 10 lần so với hydrocortisone. Rồi trong cái bảng này yêu cầu mấy em phải nhớ gì? Mấy em thấy có mấy loại corticoid thôi. Thì trong bảng này thì mấy em phải nhớ được cái liều tương đương. À, cô thí dụ vậy. Cô nói là
Đấy là tương đương với hydro, tương đương với prednisolone là 20 mg. Thì cô hỏi mấy em á, là hydrocortisone nó là bao nhiêu miligam để nó tương đương với prednisolone là 20 mg, bao nhiêu? Mấy em đánh vào trong cái phần comment ở đây ha, tương đương nhiêu prednisolone nè, này 20 mg là này là 5 mg thì tương đương với 20 mg, này thì này 20 thì tương đương bao nhiêu, là 80, là 80 ha. Mấy em phải tính ra được cái liều tương đương này trong những cái câu hỏi trắc nghiệm cô thi đó, cô sẽ có sẽ cho đó ha. Chú ý mình phải tính ra được cái liều tương đương này. Thứ hai nữa là cái tác dụng kháng viêm của mấy cái thuốc ở trong cái bảng này là mấy em phải so sánh được cái tác dụng kháng viêm, tác dụng giữ muối và nước, tác dụng tại chỗ của các corticoid này. Corticoid này trên thị trường nó có cả ngàn loại, trên trong cái bảng này có nhiêu đây nó không có nhiều, cho nên bắt buộc ha, trong cái bảng này mấy em phải tính ra được cái liều tương đương nè. Cái thứ hai nữa là mình so sánh được cái tác dụng kháng viêm của những thuốc ở trong nhóm này, so sánh được cái tác dụng giữ muối nước, tác dụng tại chỗ trong cái bảng, những cái thuốc trong nằm trong bảng này. Lại mấy em lưu ý cái fluorocortisone nè, mặc dầu cô để trong cái bảng này nhưng mà mình không sử dụng nó như là nhóm glucocorticoid ha. Em thấy cái tác dụng kháng viêm là gấp 10 lần so với hydrocortisone, tác dụng tại chỗ nó gấp 10 lần, nhưng mà cái tác dụng giữ muối và nước nó gấp 125 lần so với cái hydrocortisone nè. Cho nên cái fluorocortisone này á chỉ dùng để điều chỉnh rối loạn nước và điện giải, trong trường hợp mình sử dụng được toàn thân á, chỉ sử dụng để điều chỉnh rối loạn nước và điện giải thôi, chứ mình không sử dụng cái tác dụng kháng viêm này, tại vì nó giữ muối và nước nhiều nè. Trong cái này tới đây cô nói tới đây rồi, mấy em thấy có ý kiến gì không, còn có tiếp tục nào con, mấy em có tám chục à, đa phần cái này cũng dễ ha. Rồi cô tiếp tục nha, rồi chỉ định sử dụng corticoid, chỉ định trong này là chỉ định cái này là liều tương đương với prednisolone ha. Liều chỉ định sử dụng corticoid thì có liều sinh lý và liều dược lý. Liều sinh lý là trong trường hợp cơ thể của mình á, cơ thể của mình á vì lý do nào đó cái vỏ thượng thận á nó không có sản xuất ra được cái nhóm glucocorticoid thì mình đưa vô bằng với cái liều sinh lý ha, đưa vô bằng với liều sinh lý. Sinh lý hydrocortisone một ngày sản xuất nhiêu là khoảng 15 cho tới 30 mg một ngày, trung bình là 20 mg. Vậy 20 mg này á thì nó prednisolone là nó tương đương là nhiêu, là 5 mg ha. Thì đây là cái liều sinh lý nè. Cái bệnh Addison là bệnh một cái bệnh lý suy vỏ thượng thận mạn nguyên phát, mà do cái nguyên nhân tự miễn, cái vỏ thượng thận hư không có sản xuất ra cái hormone của vỏ thượng thận, trong đó nó có thiếu cái nhóm glucocorticoid, mình đưa vô bằng cái liều sinh lý để điều trị thay thế và điều trị suốt đời. Và trong trường hợp mà mình điều trị sinh lý thì mình cũng đưa vô, nó giống cái sinh lý ở trong cơ thể thường thì trong bệnh này điều trị suốt đời và điều trị bệnh Addison à, để giống như cái sản xuất ra trong cơ thể thì mình phải thường mình chia cái liều này 2/3 buổi sáng và 1/3 buổi chiều. Bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, cái bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh đây là một cái bệnh rối loạn về di truyền. Đây cô sẽ giải thích cái này á. Ba ở cái hormone vỏ thượng thận nó phải gồm có ba nhóm không? Cái nhóm mà aldosterone này là cái nhóm này là nhóm mà mineralocorticoid, không? Và cortisone này là nhóm glucocorticoid. Còn cái testosterone này là nhóm androgen ha.
đây là ba cái hormone của vỏ thượng thận. Ba cái hormone này á, nó được tạo thành từ cái nguyên liệu ban đầu là cholesterol, qua nhiều cái phản ứng hóa học nó sẽ tạo thành ba cái nhóm hormone vỏ thượng thận này. Thì trong bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh á, là một bệnh đột biến gen, nó thiếu một cái đoạn gen mà sản xuất cái những cái hormone này, mà đa phần á hết 90 mấy phần trăm, hơn 95% là nó thiếu cái hormone 21-hydroxyla, nó thiếu cái hormone sản xuất ra nhóm androsterone và nhóm cortisol nè. Nó thiếu cái hormone này, cho nên thí dụ như nó thiếu cái enzyme mà 21-hydroxyla nè, nó thiếu cái này thì nó sẽ không có tạo thành được cái cortisol và androsterone, phải không? Nó không được tạo thành hai cái nhóm hormone này. Mà trong đây khi mà nó thiếu cái cortisol nè, thì nó sẽ feedback lên trên cái vùng hạ đồi, nó sẽ làm tăng cái hormone gì? Làm tăng hormone ACTH, phải không nè? Nó làm tăng cái hormone ACTH lên. Mà mấy em nhớ hồi nãy cái đầu bài cô nói đó, ACTH nó tác động lên vùng nào của vỏ thượng thận? ACTH nó sẽ tác động lên cái vùng mà vùng bó là vùng sản xuất ra nhóm glucocorticoid nè, và vùng lưới là sản xuất ra cái nhóm androgen nè. Nó tác động lên hai cái vùng này, cho nên khi mà ACTH nó tăng lên đó, thì nó sẽ làm tăng sản xuất cái cortisol mà với lại cái testosterone mà. Nhưng mà nó sẽ làm tăng cái pregnenolone này lên nè. Nhưng mà tới đây á, tới cái khâu bên đây á, chỗ này á, thì cái này nó không có xuống lên, nó không có tạo được cortisol, mà nó sẽ tăng qua cái nhánh cái pregnenolone này, nó tăng lên, nó sẽ tăng qua cái nhánh bên đây nè, nó sẽ tăng testosterone lên. Nó tăng cái testosterone lên, cho nên trường hợp này cái vỏ thượng thận nó dày lên dưới tác động của ACTH thì nó dày lên, nhưng mà nó tạo ra cái cortisol không được, nó tạo ra cortisol không được, cho nên nó sẽ tăng qua cái nhánh bên này, nó tăng cái androgen, nó tăng cái testosterone lên, nó tăng cái androgen lên. Mà androgen là hormone sinh dục nam, testosterone này là hormone sinh dục nam, cho nên nó sẽ có cái tình trạng là bị nam hóa, nó có tình trạng bị nam hóa. Tất cả những cái trường hợp tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh đó, thì nó đều có cái tình trạng mà tăng cái androgen, tăng cái testosterone này lên. Tùy theo nó có cái dạng đó, là cái dạng đột biến gen đó, nó có thể là có cái thể mà nó đột biến gen cả hai cái 21 hydroxyla này, cả hai cái này á, nó đều bị ức chế á, thì bệnh nhân sẽ có cái tình trạng bị nam hóa và cái thể mất muối, do nó mất luôn cái androsterone nè. Và có những cái trường hợp mà nó đột biến gen mà nó mất cái gen 21 hydroxyla, cái chỗ mà tạo thành cortisol nè, nó chỉ mất cái này thôi, còn cái này á, thì nó bị ảnh hưởng nhưng mà nó ít, thì khi đó bệnh nhân có tình trạng nam hóa thôi, mà còn ít có bị mất muối. Ít có bị mất muối. Và trong những cái trường hợp này á, mình điều trị thì mình sẽ điều trị gì? Mình sẽ đưa cái gì để cái này, cái nguyên nhân mà tăng androgen này là do tăng cái ACTH. Tăng ACTH. Vậy thì mình phải làm sao cho cái ACTH nó giảm xuống? Giảm xuống thì mình phải đưa cái nhóm glucocorticoid nè. Đưa cái nhóm này vô bằng cái liều sinh lý để ức chế cái ACTH. Ngoài ra nó sẽ cung cấp cái cortisol này nè. Nếu mà không có thiếu cái này thì nó sẽ bị suy vỏ thượng thận cấp. Thì đây đó, đây nè đó, em thấy mình tăng sản vỏ thượng thận không tin nè, là nó luôn luôn là cái androgen này nó tăng tiết luôn luôn, nó sẽ có cái triệu chứng nam hóa. Còn ức chế hai cái enzyme này, nếu mà nó ức chế vô cái enzyme này mà ít ảnh hưởng này thì nó không có, cái nó ít có bị ảnh hưởng tới mất muối. Còn nếu mà nó ảnh hưởng tới cái enzyme mà để tạo ra androsterone này thì là cái thể mất muối, mà luôn luôn là nó có cái tình trạng mà bị nam hóa do tăng androgen à. Cái điều trị này là mình đưa cái nhóm glucocorticoid vô để nó feedback lên trên tuyến yên, để nó làm giảm ACTH thì nó sẽ làm giảm androgen, mình điều trị suốt đời.
cái bệnh này là bên là một bệnh đột biến gen mà mấy em thấy ở bên sản đó, em bé sinh ra trong 5 ngày tuổi có những cái nguy cơ đó, thì người ta cho thử thử xét nghiệm để xác định cái bệnh ta sản vỏ thượng thận bẩm sinh này để người ta điều trị. Cô nói cái phần này mấy em có hiểu được không? Nó hơi phức tạp chút xíu. Được không mấy em? Cái phần tan sản vỏ thượng thận bẩm sinh nè. Tại vì hôm nay mình cũng không có học, giờ sao không có học thì mình cứ học từ từ. Được hết em? Thì cô tiếp tục nha. Sử dụng chỉ định prednisolone cái liều sinh lý là trong bệnh Addison với bệnh tan sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Còn liều dược lý là mình sử dụng để nó có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, gọi là liều dược lý. Thì để có cái tác dụng kháng viêm thì mình phải sử dụng prednisolone cái liều từ 0,5 mg đến 1 kg cân nặng ngày trở lên thì nó có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng. Còn nếu mà muốn có tác dụng ức chế miễn dịch đó, tức là đây ức chế miễn dịch ở đây là mình muốn nói tới cái ức chế tạo kháng thể đó, thì phải sử dụng cái liều từ 1 mg trên 1 kg cân nặng trong ngày trở lên thì nó mới có tác dụng ức chế miễn dịch và ức chế tạo kháng thể. Còn từ cái liều này trở lên đó thì sẽ không có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng. Mà ức chế miễn dịch thì phải từ cái liều là 1 mg trên 1 kg cân nặng trở lên thì nó mới có tác dụng ức chế tạo kháng thể. Cho nên mấy em cũng tùy ha, ví dụ như những cái trường hợp mà viêm thông thường do nhiễm trùng thì mình sử dụng cái liều này trở lên được rồi. Còn những trường hợp mà viêm do cái phản ứng miễn dịch, viêm do cái phản ứng miễn dịch thì mình phải sử dụng cái liều cao nè. Còn tác dụng chống dị ứng này cũng vậy nè, mình sử dụng mình đó, nếu mình muốn ức chế tạo kháng thể đó, ức chế tạo kháng thể IgE đó, trong cái phản ứng quá mẫn tiếp 1 đó, thì mình phải sử dụng tới cái liều này nó mới có tác dụng ức chế tạo kháng thể. Em thấy trong đây nó có nhiều chỉ định ha, corticoid nè, nó khác với những cái thuốc khác, nó khác với những thuốc khác mà nó có chỉ định trong rất là nhiều bệnh luôn. Mà có phải là nó có bao nhiêu bệnh đây không? Còn nhiều hơn những bệnh mà cô liệt kê đây nữa. Tại vì nó tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Bệnh nào kể ra nó cũng xuất phát từ ba nguyên nhân này mà ra, đa phần hơn 90% là nó xuất phát từ nguyên nhân này mà ra, cho nên được chỉ định trong nhiều bệnh lắm. Ngay cả những cái bệnh mà ung thư nó cũng có miễn dịch trong ung thư nữa. Cho nên cái này thuốc này được chỉ định trong nhiều bệnh lắm. Và nhớ là cho nên bệnh nào nó chỉ định cũng được hết trơn đó. Nhưng mà mấy em luôn mình nghĩ nè, mình phải cân nhắc mình chỉ định đó, cái lợi ích nó phải lớn hơn cái nguy cơ mà chịu tác dụng phụ đó, thì mình mới lựa chọn sử dụng ha. Chứ còn chứ nói ra bệnh nào gần như sử dụng corticoid hơn 90% là được. Nhưng mà mình cân nhắc giữa cái lợi ích nó phải lớn hơn cái nguy cơ mà chịu tác dụng phụ thì mình mới lựa chọn sử dụng. Cô thí dụ vậy đi, thí dụ như trường hợp mà viêm họng, hai bệnh nhân cũng có cái mức độ viêm họng giống như nhau, nhưng mà một bệnh nhân á thì kèm theo với cái loét dạ dày tá tràng, kèm theo với tăng huyết áp, còn bệnh nhân kia thì chỉ có viêm họng thôi. Thì khi đó mình những cái bệnh nhân mà chỉ có viêm họng thôi, không có những cái bệnh lý khác, thì mình mạnh dạn lựa chọn cái thuốc kháng viêm kết hợp với corticoid với kháng sinh để cho nhanh hết. Còn những cái bệnh nhân nào mà ví dụ như có tăng huyết áp mà có loét dạ dày tá tràng thì khi đó mình phải cân nhắc thì mình sử dụng nó sẽ có nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng, có nguy cơ gây tăng huyết áp nè, thì khi đó có thể là người ta lựa chọn là không sử dụng, để từ từ nó sẽ bệnh nó sẽ giảm, không cần giảm nhanh. Khi mà mình phối hợp thì cái nguy cơ tác dụng phụ nó nhiều đó. Cho nên khi mà chỉ định sử dụng này luôn luôn người ta nói phải cân nhắc. Rồi mấy em chú ý ha, cái tác dụng kháng viêm, viêm thì do nhiều nguyên nhân, do dị ứng cũng có cái phản ứng viêm nè, do phản ứng miễn dịch cũng có phản ứng viêm nè,
do nhiễm trùng cũng có cái phản ứng viêm nè. Nếu mà trường hợp mà viêm do nhiễm trùng thì muốn sử dụng kháng viêm phải bắt buộc phải phối hợp với kháng sinh mới được sử dụng ha. Thì cái phản ứng viêm, cái thuốc này nó ức chế cái phản ứng viêm thôi, chứ nó không có ức chế cái nó không có tiêu diệt vi khuẩn. Cái phản ứng viêm là cái phản ứng bảo vệ cơ thể. Cô thí dụ vậy đi, thí dụ như cái họng của mình bị con vi khuẩn nó xâm nhập, nó tấn công vô vùng họng của mình, thì trong cơ thể của mình nó sản xuất ra những cái chất mà gây viêm đó. Những cái chất nó để làm gì? Để khu trú con vi trùng lại, rồi để tiêu diệt con vi trùng. Nhưng mà khi mà những cái chất đó sản xuất ra thì nó cũng làm cho cái vùng họng của mình sưng nóng đỏ đau lên, nó cũng làm cho cái vùng họng của mình sưng nóng đỏ đau lên. Thì vậy thì nếu mà em sử dụng kháng viêm không sử dụng kháng sinh, ức chế cái phản ứng viêm thì cũng là đồng nghĩa là mình không có bao vây con vi khuẩn này lại, mình không có tiêu diệt nó sẽ phát triển, nó sẽ xâm nhập vô trong máu, nó nhân lên, nó xâm nhập vô trong máu, nó gây nhiễm trùng tràn lan trong cơ thể ha. Cho nên những cái trường hợp mà viêm do nhiễm trùng muốn sử dụng kháng viêm phải bắt buộc phải phối hợp với kháng sinh. Vậy thì mấy em thấy ví dụ như viêm viêm họng đi, có khi mà mấy em sử dụng kháng sinh không được không? Không sử dụng kháng viêm thì cũng được, phải không nè? Kháng sinh thì tiêu diệt hết vi trùng, kháng sinh là tiêu diệt vi khuẩn, tiêu diệt hết vi khuẩn thì sẽ hết cái phản ứng viêm, nhưng mà nó chậm. Nếu muốn hết nhanh thì phối hợp kháng sinh phối hợp với kháng viêm. Hoặc là cái trường hợp vậy nè, em thấy có khi nào mấy em viêm họng mà mấy em không uống thuốc gì mà nó hết không? Có, phải không? Cái này là do gì? Do đâu mà mình hết? Do cái sức đề kháng của mình á, mình sản xuất ra những cái chất gây viêm á, những cái chất đó mình bao vây, mình tiêu diệt được con vi trùng thì nó sẽ hết cái phản ứng viêm. Cho nên mấy em nhớ cái này ha. Cái viêm thì do nhiều nguyên nhân, nếu mà viêm do nhiễm trùng thì muốn sử dụng kháng viêm thì phải bắt buộc phối hợp với kháng sinh. Chỉ định sử dụng corticoid cho cái người mang thai ha. Cho người mang thai thì luôn luôn mấy em phải xác định là cái thuốc đó là trị bệnh cho mẹ hay là cho con. Phải xác định cái thuốc đó là trị bệnh cho mẹ hay là cho cho con, để mình lựa chọn cái corticoid cho phù hợp ha. Nếu mà trị bệnh cho người mẹ thì phải chọn cái corticoid không qua nhau thai, để nó không có ảnh hưởng tới bào thai. Còn nếu mà để trị bệnh cho con thì phải chọn cái thuốc đó, nó phải qua được nhau thai ha. Thì vậy thì những cái corticoid nào sau đây qua được nhau thai? Cái này là mặc dù mấy em không có cái hình này, nhưng mà trong bảng của mấy em đó có mấy cái loại corticoid này đó. Thì những cái corticoid nào có gắn gốc có nguyên tố flor nè, có gắn nguyên tố flor ở vị trí C16 nè, C9, có gắn nguyên tố flor ở vị trí C9 nè, thì tất cả những cái thuốc này nó qua được nhau thai. Tất cả những cái thuốc này qua được nhau thai. Những cái corticoid này người ta gọi là corticoid flor hóa, tức là có cái nguyên tố flor ở trong cái công thức cấu tạo của nó đó. Thì những cái corticoid này trong trường hợp mình muốn điều trị sử dụng corticoid cho cái người mang thai đó, mà là để trị bệnh cho người mẹ đó, thì đừng sử dụng những cái loại corticoid này, tại vì nó sẽ qua nhau thai rất là lớn. Còn nếu mà trường hợp mà mình muốn trên người mang thai mà mình muốn sử dụng corticoid để điều trị bệnh cho đứa con nằm trong bụng mẹ, thí dụ giúp trưởng thành cơ quan thai nhi đó, trưởng thành cơ quan thai nhi đó, thì mình sẽ chọn những cái thuốc qua được nhau thai nè. Thì trong những cái thuốc qua nhau thai này á, thì mà để chỉ định giúp trưởng thành cơ quan thai nhi thì người ta chỉ chọn là dexamethasone hoặc là betamethasone thôi. Tại vì hai cái thuốc này nó đã qua thử nghiệm lâm sàng chứng minh là nó có lợi ích cho cái trường hợp này rồi. Cho nên giúp trưởng thành cơ quan thai nhi thì chỉ có sử dụng dexamethasone hoặc là betamethasone thôi. Là hai cái loại mà nó có tác dụng dài trong cái bảng của mấy em đó.
trong cái chỉ định trước sinh nè, để tới cái học phần dược lý lâm sàng á, cái phần nguyên tắc sử dụng corticoid thì cô sẽ nói nhiều về cái chỉ định này ha. Tác dụng phụ của corticoid, nãy giờ mình nói cái phần tác dụng chính của phần tác dụng của corticoid á, thì mấy em sẽ hiểu hết được những cái phần tác dụng phụ này gì, nó gây phù, gây tăng huyết áp, gây giảm kali máu, nó gây loãng xương ha. Cái tác dụng loãng xương này nó sẽ nó xảy ra khi mình sử dụng thời gian kéo dài đó, hoặc là nó gây hoại tử đầu xương ha. Dưới tác dụng của corticoid thì những cái xương mà ảnh hưởng là những cái xương dài nè, hoặc là những cái xương đốt sống nè, cái xương sườn nè, đây là những cái xương mà khi sử dụng corticoid nó sẽ ảnh hưởng nhiều lên những cái xương này ha. Ví dụ như nó ảnh hưởng lên cái xương xương dài đi, khi mà cái bệnh nhân có cái tình trạng loãng xương thì mấy em thấy bệnh nhân dễ bị gãy cổ xương đùi. Cái cổ xương đùi nè, đây là cái vị trí này, là cái thớ xương nó đang chéo như thế nào đó, mà nhưng mà là cái vị trí này là cái vị trí yếu nhất của xương, cho nên khi bệnh nhân bị loãng xương nó dễ bị gãy cổ xương đùi, hoặc là trên xương đốt sống có thể bị lún đốt sống, hoặc là bị nứt đốt sống. Nha, ảnh hưởng lên cả phần xương đặc và xương sót luôn, nó có thể bị lún đốt sống hoặc là bị nứt đốt sống. Còn cái hoại tử đầu xương, cái tác dụng phụ mà loãng xương đó, thì bệnh nhân nào sử dụng thời gian kéo dài nó đều có cái tác, có nguy cơ là gây loãng xương hết. Còn cái hoại tử đầu xương này đó thì nó thuộc yếu tố cơ địa và nó hay xảy ra ở cái chõm xương đùi hoặc là chõm xương cánh tay đó. Nó thuộc yếu tố cơ địa. Cô thí dụ ha, hai bệnh nhân này sử dụng cùng một loại corticoid, cái liều bằng như nhau, thời gian sử dụng như nhau, mà có thể bệnh nhân này bị cái tác dụng phụ loãng hoại tử đầu xương mà cái bệnh nhân kia sẽ không bị ha, thì nó thuộc cái yếu tố cơ địa. Thì cơ chế là khi trong thời gian mà mình sử dụng corticoid liều cao đó, nồng độ corticoid cao trong máu đó, nó sẽ làm co các động mạch, nó sẽ làm cho xương thiếu máu nuôi, nó sẽ gây hoại tử vô trùng, nó thường xảy ra cái chõm xương đùi hoặc là chõm xương cánh tay. Đây là cái tác dụng phụ rất là nặng của corticoid. Thì nó làm tăng đường huyết, cho nên những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn tiền đái tháo đường đó, cái đường huyết nó tăng lên nó có thể gây đái tháo đường lâm sàng, nó làm mà bùng phát bệnh tâm thần ha. Có cái bệnh nhân nó bệnh tâm thần sẵn thì nó sẽ làm bùng phát bệnh tâm thần. Nó là cái thuốc ức chế miễn dịch, cho nên mình sử dụng nhất là tới cái liều mà liều ức chế miễn dịch đó, thì nó sẽ làm giảm sức đề kháng cho cơ thể. Và trong một số trường hợp mình sử dụng corticoid ở đường tại chỗ đó, ví dụ như khi mà sử dụng corticoid đó, do thí dụ như cũng ở một bệnh nhân mà có nhiều bệnh phối hợp, thí dụ như người ta có bị đái tháo đường, có tăng huyết áp, và khi sử dụng corticoid mà bệnh nhân này bị viêm khớp, mà người ta muốn sử dụng corticoid để điều trị cái viêm khớp này, thì khi đó người ta sẽ chọn cái đường tại chỗ là tiêm corticoid vào trong khớp để nó có tác dụng ở trên khớp nhiều và tác dụng toàn thân ít. Và khi mà tiêm corticoid vào trong khớp đó, thì nó sẽ có những cái biến chứng như sau. Thứ nhất là mình vô trùng không có kỹ đó, mình đưa vi trùng từ phía bên ngoài vào, nó sẽ gây viêm khớp có mủ. Cái mà nhiễm trùng khớp do mình tiêm thuốc vào trong khớp đó, nó rất là dễ xảy ra. Tại vì trong trong khớp đó, nó không có máu, nó không có bạch cầu, cho nên khi mình tiêm vô đó thì nó rất là dễ bị, nếu mà vô trùng không kỹ dễ bị nhiễm trùng khớp. Hoặc là nếu mình vô trùng kỹ rồi đó, thì mình khi mình tiêm thuốc vào trong khớp, những cái dạng thuốc mà tiêm vào trong khớp là dạng hỗn dịch, tức là mình nhìn thấy bằng mắt thường đó, thì nó đục đó. Để hồi thì nó sẽ lắng xuống, khi tiêm thì mình luôn luôn mình làm cho cái hỗn dịch nó đồng nhất rồi mới tiêm á. Thì khi mà những cái dạng hỗn dịch thì khi mình tiêm vào trong khớp á, thì những cái hạt không hòa tan này á, nó đóng vai trò giống như là cái kháng nguyên vậy, nó sẽ kích hoạt sinh ra kháng thể, thì cái phức hợp kháng nguyên kháng thể á, nó sẽ gây cái
phản ứng viêm khớp vô trùng, nó sẽ có gây có dịch ở trong khớp. Thì cả hai trường hợp viêm khớp có mủ hay là viêm khớp vô trùng á, thì nó cũng sau khi điều trị khỏi thì nó cũng để lại cái di chứng là cứng khớp ha, cũng để lại di chứng là cứng khớp. Cho nên khi mà tiêm thuốc vào trong những cái khớp lớn như là khớp vai và khớp háng phải thiệt là cân nhắc ha, phải thiệt là cân nhắc. Tại vì khi mà nó lỡ nó bị cứng khớp thì nó giới hạn cử động rất là nhiều. Em thử cái khớp vai mà mấy em cố định cứng lại đi thì cái tay mình nó giới hạn cử động dữ lắm. Hoặc là cái khớp háng đi, khớp gối cứng thì mình có thể đi được, nhưng mà cái khớp háng cứng là không đi được. Khớp háng cứng là không đi được ha. Cho nên khi tiêm corticoid nè, mình sẽ tuân thủ theo một số nguyên tắc ha. Thì cái sử dụng corticoid tiêm vào trong khớp này á, cô cũng sẽ nói kỹ hơn ở trong cái phần nguyên tắc sử dụng corticoid ở cái học phần sau. Đây là cái trường hợp mà bệnh nhân bị đục nhân mắt, tức là bị cườm đá đó. Cái này là hay xảy ra khi mà mình sử dụng corticoid tại chỗ là nhỏ vô trong mắt đó. Và cái này nó khi mà nó xảy ra rồi đó thì mình ngưng nó không có hồi phục. Cho nên ở trẻ em mà có mắc cái bệnh gì mà sử dụng corticoid nhớ khám mắt định kỳ, nó có nguy cơ sỏi đường tiết tiểu ha, hoặc là nó gây bùng phát bệnh lao mới vừa ổn định. Thì cái này là gì? Khi mà gọi là hết bệnh lao á, thì không phải là lúc nào trong cơ thể của mình á, nó cũng không còn con vi trùng lao. Và trong một số trường hợp á, là con vi trùng lao nó nằm ở trong cái vết sẹo, tức là con vi trùng lao nó ở thể ngủ á, nó ở trong cái vết sẹo á, trong cái sẹo đó thì nó không có oxy để nó phát triển, nó nhân lên, nó gây bệnh. Nó không có khả năng gây bệnh, nhưng mà nó chưa chết. Những vi trùng lao này, vi trùng lao thể ngủ, bệnh lao mới vừa hết á, thì mình sử dụng, có mắc cái bệnh gì đó, mình sử dụng corticoid. Thì mấy em nhớ là cái corticoid này để điều trị trường hợp sẹo lồi đó. Thì tổ chức tế bào sẹo này đó, tế bào sẹo này đó, nó sẽ bị đứt ra, nó phóng thích con vi trùng lao ra phía bên ngoài, gặp điều kiện có oxy, nó phát triển, nó nhân lên, nó gây bệnh trở lại. À, thì cái tác dụng này gọi là bùng phát bệnh lao mới vừa ổn định. Nó có thể gây tăng nhãn áp. Cái tăng nhãn áp này đó là nó cả glaucoma gốc đóng và glaucoma gốc mở luôn ha. Ảnh hưởng là do tác dụng giữ muối nước, cho nên nó ảnh hưởng cả glaucoma gốc đóng và glaucoma gốc mở. Hội chứng kết sinh. Cái này á, thì mình sử dụng corticoid thời gian kéo dài đương nhiên sẽ bị, mình không có cách nào mà để ngăn ngừa cái hội chứng kết sinh này hết. Khi mình ngưng thuốc và từ từ nó sẽ hết thôi, chứ mình không có cách nào để, nó chỉ có gây mất thẩm mỹ thôi chứ nó cũng không có hại gì. Sử dụng corticoid phun qua đường hô hấp để điều trị mấy cái bệnh hen đó, thì nó sẽ có nguy cơ gây nhiễm nấm candida ở họng, sẽ có triệu chứng đau họng hoặc là khàn tiếng. Cho nên khi mà sử dụng corticoid á, thì phun vô trong họng rồi đó, thì khoảng 10 phút sau mình nên súc miệng ha. Súc miệng rồi mình sẽ nhổ cái nước ra, không có nuốt cái nước này ha. Tại vì khi mình sử dụng vào đường hô hấp thì mình muốn có tác dụng tại chỗ, mà khi mình nuốt vô đó thì mình nuốt nó hấp thu vô đường toàn thân. Và người ta khuyên là khi mà mình sử dụng qua đường hô hấp đó, thì mình nên sử dụng thêm cái buồng đệm này, cái bình xịt này, cái miệng mình sẽ ngậm đây. Và cái sử dụng cái bình xịt này thì trong mấy cái bài hen, điều trị hen suyễn thì mấy em sẽ được thầy cô sẽ hướng dẫn mình sử dụng từng bước ha. Đây thì cô chỉ nói tới một ngay một cái bước này thôi. Nếu mà mình không có cái buồng đệm này thì cái miệng mình ngậm đây, thì mình sẽ kết hợp cái tay mình ấn chỗ này và mình kết hợp với động tác hít sâu vô bằng miệng, và cái động tác mà ấn cái tay chỗ này với lại cái hít vô sâu vô bằng miệng nó phải đồng nhịp với nhau.
nếu mà nó không có đồng nhịp với nhau á, thì cái dòng xịt này nó ra đột ngột đó, nó không đồng nhịp đó, thì thuốc nó sẽ bị mất ra ngoài. Có trường hợp em thấy phun vô họng xong thấy khói bay mù xung quanh hết trơn á, thuốc bị mất ra ngoài mà nó bị vướng ở họng nhiều, thì cái sử dụng cái buồng đệm này nó sẽ hạn chế được cái việc mất thuốc, và nó sẽ giúp thuốc có thể phun sâu vô trong đường hô hấp. Cái chỗ này gắn vô đây, cái miệng mình ngậm đây, cái chỗ này nó có cái van, và khi mình ấn xuống mình cũng phối hợp với cái động tác hít sâu vô bằng miệng. Nhưng mà nếu mà mình hít vô nó không có đồng nhịp với cái động tác mà mình ấn xuống ở đây á, thì cũng không sao, thuốc nó sẽ được nén ở trong cái buồng này. Khi mình bắt đầu mình hít á, thì cái chỗ này nó có cái van nó mới mở ra, thì trong đây cái áp lực mạnh nó sẽ đẩy thuốc sâu vô bên trong. Nên cái buồng đệm này nó có tác dụng là hạn chế cái việc mất thuốc, và nó giúp cho thuốc có thể phun sâu vô cái bên trong họng. Cho nên khi mình sử dụng cái bình xịt này, mình nên mua thêm cái thiết bị này ha. Rồi cái tác dụng phụ suy vỏ thượng thận cấp ha, suy vỏ thượng thận cấp. Cái suy vỏ thượng thận cấp này nó hay gặp khi mà mình sử dụng thời gian kéo dài. Sử dụng thời gian kéo dài thì dễ bị suy vỏ thượng thận cấp ha. Sử dụng thời gian kéo dài rồi mình ngưng đột ngột thì dễ bị suy vỏ thượng thận cấp. Cho nên những cái trường hợp bệnh nhân sử dụng thời gian kéo dài thì mình sẽ có cái cách sử dụng corticoid để làm và hạn chế cái nguy cơ suy vỏ thượng thận cấp. Thì đây là cái cách như sao. Đây mấy em nhìn đây ha, hình ảnh bệnh nhân bị hội chứng kết sinh nè, mỡ tụ nhiều ở gáy, ở ngực, ở bụng, còn tay chân thì teo nhỏ, mà cái mặt ửng hồng nổi mụn một râu, da thì bị nứt da, như này dễ bị bầm, bị nứt cái da bụng, nứt cái da ở vùng ngực hoặc là bụng hoặc mặt trong của đùi. Đây là cái trường hợp bôi corticoid kìa, nhăn da, nứt da. Làm mà chậm quá sẹo, cái này là nó làm rối loạn sắc tố da, có những chỗ đậm, những chỗ nó mất sắc tố. Này là trường hợp sử dụng corticoid bôi ngoài da đó. Bây giờ cô trở lại nói cái phần mà sử dụng corticoid, nó sẽ gây thời gian kéo dài đó, nó sẽ gây suy vỏ thượng thận cấp ha. Thì người ta đưa ra cái cách sử dụng corticoid để hạn chế cái nguy cơ suy vỏ thượng thận cấp. Và cái cách sử dụng corticoid này chỉ áp dụng khi nào? Thứ nhất là mình sử dụng cái liều corticoid là trên liều sinh lý, và thời gian từ 2 tuần trở lên ha, từ 2 tuần trở lên thì mình sẽ áp dụng cái liệu pháp này. Cái còn mình sử dụng thời gian ngắn không có áp dụng cái cách sử dụng này ha mấy em. Thứ nhất là uống một lần hoặc là cách ngày, tức là ngày uống ngày nghỉ, uống vào buổi sáng, uống lúc bụng no. Bây giờ mình giải thích là tại sao mình phải uống một lần ha. Giờ cô thí dụ một bệnh nhân 50 kg đi, sử dụng bệnh nhân bị hội chứng thận hư, bệnh nhân 50 kg bị hội chứng thận hư, mình sử dụng cái liều ức chế miễn dịch là 1 mg trên kg cân nặng, tức là bệnh nhân này sẽ sử dụng prednisolone là 50 mg. Giờ mình thử mình chia ra phân nửa sáng phân nửa chiều coi như thế nào á. Mình uống 25 mg buổi sáng, 25 mg buổi chiều, có phải là cả ngày cái vỏ thượng thận nó bị ức chế không? Sáng chiều gì nó cũng bị ức chế hết, cả ngày cái vỏ thượng thận nó bị ức chế mà mình sử dụng thời gian kéo dài vậy á, thì nó sẽ có nguy cơ teo vỏ thượng thận. Lúc nào cái vỏ thượng thận cũng không được kích thích bởi ACTH á, thì cái vỏ thượng thận nó lâu mà nó sẽ bị teo. Không, bây giờ mình muốn là trong ngày á có thời điểm cái vỏ thượng thận nó sẽ được kích thích bởi ACTH, thì một ngày mình uống một lần thôi để có thời điểm cái vỏ thượng thận nó sẽ được kích thích bởi ACTH. Giờ cô thử uống một lần, mình uống vào buổi chiều, uống vào buổi chiều chứ không phải uống vào buổi sáng ha. Uống vào buổi chiều chứ không phải uống vào buổi sáng. Thì em nhớ là cái corticoid nó sản xuất thấp nhất, ít nhất vào khoảng 12 giờ đêm, và tới 4 giờ sáng là nó bắt đầu tăng lên.
Rồi tới 8-9 giờ sáng là nó tăng lên tối đa. Thấy không? Nó tăng lên tối đa. Bây giờ mình uống buổi chiều, uống buổi chiều thì tới lúc 4 giờ sáng á, nó sẽ lẽ ra theo sinh lý nó bắt đầu nó tăng lên, ACTH nó tăng, nó sẽ kích thích vỏ thượng thận, nhưng mà nó tăng lên không được, tại vì lúc này cái nồng độ thuốc ở trong máu nó còn cao, nó tăng lên không được. Cho nên buổi sáng á, nên buổi sáng lẽ ra nó phải ACTH nó tiết ra được để nó kích thích nó tăng lên tiếp, mà nó không tiết ra được. Rồi tới buổi chiều theo nhịp sinh lý là ACTH nó giảm tiết rồi, nó giảm tiết rồi, nó tiết ít lại rồi, nó tiết ít lại lần. Vậy thì có phải là mình uống một lần mà uống vào buổi chiều là cả ngày cái vỏ thượng thận nó sẽ bị ức chế do nó thiếu cái ACTH không? Đúng không nào? Nha. Cho nên cái này đó là mình phải uống vào buổi sáng. Buổi sáng là mình uống khoảng 8 giờ sáng, lúc này là cái vỏ thượng thận nó sẽ được kích thích bởi ACTH nó tiết ra rồi. À, cái tới tới buổi chiều thì theo sinh lý nó giảm tiết, thì cái nồng độ thuốc mình đưa vô thì theo cũng đúng như sinh lý buổi chiều thì ACTH nó giảm tiết thì cũng không sao, nhưng mà tới khuya khuya lại đó, tới 4 giờ sáng là nồng độ thuốc corticoid ngoại sinh mình đưa từ phía bên ngoài nó đã giảm rồi thì cái ACTH nó sẽ được tiết ra để nó kích thích cái vỏ thượng thận. À, thì mình sử dụng như vậy á, thì cái thời gian kéo dài á thì cái nguy cơ teo vỏ thượng thận nó sẽ thấp xuống. Và uống một lần hoặc uống cách ngày, cái này là uống một lần hoặc cách ngày, là không phải lúc nào mình cũng áp dụng được. Trong những cái trường hợp bệnh nặng đó, thì mình cũng phải chia liều ra trong vòng 2-3 ngày đầu rồi xong mình mới trở lại uống một lần mới được, hoặc là cách ngày cũng vậy. Phải bệnh nó nhẹ nhẹ xuống rồi mình mới uống được, chứ còn ngay cái lúc bệnh nặng quá mà mình uống cách ngày là không được. À, cho nên cái uống một lần hoặc là cách ngày nếu được thì mới áp dụng, còn nếu mà trong những cái bệnh lý trong cái giai đoạn bệnh nặng thì mình cũng không có áp dụng được cái cách này. Phải bệnh nhẹ xuống chút thì mình mới uống một lần được, uống vào buổi sáng lúc bụng no. Tại cái thuốc này nó ảnh hưởng, nó có nguy cơ làm giảm cái yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày, nó có nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng, cho nên uống lúc no. Rồi khi mà bệnh ổn định rồi đó, mình không được ngưng đột ngột, phải giảm liều. Tùy mỗi bệnh mà nó cái mốc giảm liều khác nhau. Cô thí dụ như hội chứng thận hư thì người ta căn cứ vô đâu để người ta giảm liều? Người ta sẽ căn cứ vô cái đạm liều âm tính trong 24 giờ thì người ta mới bắt đầu giảm liều. Hoặc là thí dụ như là bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu đi, thì ta căn cứ vô số lượng tiểu cầu nó tăng lên tới cỡ nào đó thì người ta mới giảm liều. Và cái tốc độ giảm liều này á, nó cũng phụ thuộc vô cái thời gian sử dụng thuốc của bệnh nhân. Cái nó sẽ có nhiều bệnh trên, nó sẽ có nhiều cái cách giảm liều khác nhau. Để cái học phần sau mình sẽ nói kỹ cái phần này ha. Mà em nhớ là khi mình thứ nhất là mình ngưng sớm quá, khi nào giảm liều nhanh quá thì cái bệnh nó dễ bị tái phát trở lại lắm. Cho nên cái giảm liều này nó cũng có nhiều cái cách giảm liều khác nhau. Nhớ là trong thời gian giảm liều á, bệnh nhân có bị stress á, thì phải tăng cái liều mình đang sử dụng á, gấp đôi, gấp ba lần lên. Cho đến khi mà qua stress thì mình trở lại cái liều mà ta đang giảm. Tại vì thí dụ như mình sử dụng, mình đưa từ bên phía bên ngoài vào và thời gian dài đó, cái vỏ thượng thận á, nó cũng bị cái dự trữ ACTH của tuyến yên nó giảm một phần rồi. Khi mà bị stress thì có lẽ là cái corticoid nó phải tăng lên, cái nhu cầu đối với cortisol nó phải tăng lên, mà này nó không tăng lên được thì nó cũng có thể hiện cái suy vỏ thượng thận cấp nữa. Cho nên trong trường hợp mà mình đang giảm liều, cô thí dụ như là cái prednisolone này mình đang sử dụng 50 mg tuần, có một ngày phải không, thì mình giảm cái cách mình bắt đầu giảm là mỗi một tuần mình giảm 5 mg, tức là một viên đó, giảm ví dụ như là tới 30 mg, tới 30 mg prednisolone ngày, thì bệnh nhân bị chấn thương gãy xương đùi đó, thì đó là một cái stress của bệnh nhân đó. Thì trong trường hợp này tùy theo mình đánh giá cái stress nặng hay là nhẹ, mình có thể tăng cái liều đang sử dụng gấp đôi lên. Nếu mà 30 mg thì mình tăng gấp đôi là 60 mg, gấp ba là 90 mg. Tùy theo mình đánh giá cái stress của bệnh nhân là mình tăng cái liều này, liều chống stress. Và cái tình trạng stress này nó không có diễn ra lâu, nó khoảng 2-3 ngày thôi, xong mình sẽ trở lại
trở lại cái liều mình đang giảm, tiếp tục giảm với cái tốc độ liều mà mình đã lựa chọn, giảm đến liều sinh lý, giảm chậm hơn tới liều bao nhiêu, liều sinh lý bao nhiêu là liều sinh lý. Ở đây nếu mình sử dụng prednisolone, cái liều sinh lý của hydrocortisone là 20 mg, thì bao nhiêu mg prednisolone mới tương đương với 20 mg? Thì là 5 mg prednisolone là liều sinh lý đó. Bởi vậy mấy em thấy trong hội chứng thận hư không, người ta sử dụng tới 5 mg hoặc là tới 10 mg thì người ta duy trì ở cái liều sinh lý là một thời gian nữa, rồi người ta mới ngừng thuốc. Và nếu mà mình sử dụng thời gian dài này đó, thì sử dụng thời gian dài này mình nên chọn các glucocorticoid có tác dụng trung bình. Em lật trong cái bảng của em đó nè, mình nên chọn cái corticoid có tác dụng trung bình, tại vì cái tác dụng ngắn này nè, corticoid có tác dụng ngắn nè, mình sử dụng một ngày một lần đó, nó không có phủ hết cái nhu cầu của thuốc trong ngày. Còn nếu mà mình với hai nữa là cái thuốc tác dụng ngắn này, cái tác dụng giữ muối nước nhiều, mình sử dụng dễ bị phù lắm, sử dụng liều cao mà thời gian kéo dài dễ bị phù. Còn thứ hai nữa là cái thuốc có tác dụng dài nè, thì mấy em thấy cái thời gian nó tác dụng dài, cho nên mình uống ngàn lần nó cũng ảnh hưởng tới cái trục hạ đầu tuyến yên nữa. Cho nên phù hợp nhất là khi mình sử dụng thời gian kéo dài đó, thì mình nên chọn những cái thuốc có tác dụng trung bình là phù hợp nhất. Và mấy em nhớ cái này là áp dụng chỉ sử dụng từ 2 tuần trở lên mới áp dụng cái này nha. Còn mình sử dụng ngắn ngày thì mình không cần uống một ngày một lần đâu, mình chia ra liều ra sáng chiều để nó phát huy tối đa tác dụng kháng viêm. Giờ cả ngày cái vỏ thượng thận nó ức chế, mà trong vòng chừng tuần trở lại thì nó cũng, khi mình ngưng cái vỏ thượng thận nó cũng không bị teo. Cho nên nhớ là cái cách là liệu pháp corticoid này là cái cách này để áp dụng khi mình sử dụng corticoid liều trên liều sinh lý và thời gian sử dụng từ 2 tuần trở lên mới áp dụng cái cách này. Còn sử dụng thời gian ngắn thì cứ chia cái liều thuốc ra trong ngày để nó phát huy tác dụng tối đa, và khi mà ngưng hẳn luôn, không có giảm liều, bị stress cũng không có tăng liều lên, và sử dụng bất kỳ cái loại corticoid nào mình thấy phù hợp. Đây là những cái chống chỉ định sử dụng corticoid. Corticoid có nhiều chống chỉ định, nhưng mà tất cả những cái chống chỉ định này á là chống chỉ định tương đối thôi, chứ không có phải là chống chỉ định tuyệt đối. Tại vì có những cái bệnh mà bắt buộc phải sử dụng corticoid thì bệnh nhân bị bệnh gì cũng phải sử dụng hết trơn á. Cái thí dụ như những cái trường hợp nào mà phải bắt buộc sử dụng corticoid, còn thí dụ như bệnh nhân bị bệnh Addison là bệnh suy vỏ thượng thận mạn nguyên phát đó, thì bắt buộc phải sử dụng corticoid rồi. Hoặc là bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, cái đó cũng là bắt buộc phải sử dụng corticoid rồi. Hoặc là bệnh nhân bị suy vỏ thượng thận cấp cũng bắt buộc phải sử dụng rồi. Thì corticoid nói chung là nó có nhiều chống chỉ định, nhưng mà tất cả những cái chống chỉ định này là chống chỉ định tương đối thôi. Còn trong những cái trường hợp, trong những cái trường hợp mà bắt buộc phải sử dụng, thì bệnh nhân có bị bệnh, có bệnh phối hợp thì mình xử lý bệnh phối hợp thôi. Và chú ý cái thuốc mình đang sử dụng là corticoid, là cái thuốc ức chế miễn dịch, cho nên trong những cái trường hợp mà tiêm vaccine thì mấy em chú ý nha. Tiêm vaccine thì chú ý, ví dụ như trong trường hợp tiêm vaccine sống nè, tiêm vaccine là để làm gì? Để giúp kích thích cơ thể sinh ra kháng thể để bảo vệ cơ thể. Tiêm vaccine sống tức là con vi trùng hoặc là con virus làm giảm độc lực. Mình tiêm vô trong cơ thể, nếu mà cơ thể mình khỏe mạnh thì nó không có khả năng gây bệnh cho mình. Và cái vaccine sống là mục đích mình tiêm vô để nó kích thích sinh kháng thể cho mạnh đó.
Và thí dụ như mình tiêm vaccine sống mà mình sử dụng thuốc ức chế miễn dịch thì cái con vi trùng hoặc là con virus này nó có, mặc dù nó yếu nhưng mà cơ thể mình không có sức đề kháng, nó cũng có thể có khả năng gây bệnh cho mình. Cho nên em chú ý trong cái phần là sử dụng corticoid mà để trong tiêm vaccine mà sử dụng corticoid thì trong cái học phần sau đó, nguyên tắc sử dụng corticoid thì cô sẽ phân tích kỹ hơn cái phần này. Mấy em theo kịp không? Mấy em có câu hỏi gì có câu hỏi gì không? Có thắc mắc cái gì thì cô sẽ giải đáp có phần nào theo không kịp không? Được không em? Cái thuốc này á không có chống chỉ định tuyệt đối, chống chỉ định tương đối thôi chứ không có chống chỉ định tuyệt đối. Ví dụ như bệnh nhân bị đái tháo đường mà chống chỉ định sử dụng corticoid, nhưng mà bắt buộc phải sử dụng corticoid thì đó mình sẽ sử dụng cái thuốc để có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn. Ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường thì để mình sẽ chuyển sang điều trị bằng insulin để kiểm soát đường huyết tốt hơn. Mà chống chỉ định trong bệnh bệnh lao đi, chống chỉ định trong trong bệnh lao nói vậy chứ trong những cái trường hợp mà bệnh lao là cái phản ứng viêm mãn thì người ta không tác dụng do sử dụng cái lợi ích của việc sử dụng corticoid nó không nhiều thì người ta không không có sử dụng. Nhưng mà trong những trường hợp mà lao như là lao các màng hay là lao các màng đó thì người ta có chỉ định sử dụng corticoid thì trong thời gian đó bắt buộc phải sử dụng cái kháng sinh. Thì những cái chỉ định này á để trong cái học phần dược lý cô sẽ phân tích kỹ hơn. Nói chung là không, cái thuốc này không có chống chỉ định tuyệt đối. Bệnh nhân suy giảm chức năng gan ha, bệnh nhân suy giảm chức năng gan thì đừng sử dụng những cái thuốc ở dạng tiền dược, tức là cái thuốc đó nó chưa có tác dụng, nó phải chuyển hóa qua gan nó mới có tác dụng. Ví dụ như là prednisone hoặc là cortisone. Em nhìn vô trong cái phần dưỡng động học có hai cái thuốc ở dạng tiền dược đó. Nó có nhiều loại cái tiền dược lắm mà trong giới hạn bài này thì cô yêu cầu mấy em nhớ bao nhiêu corticoid thì chỉ nêu hai cái loại tiền dược đó thôi. Nhưng mà nói chung là cái thuốc nào mà ở dạng tiền dược thì bệnh nhân suy giảm chức năng gan nặng thì mình đừng nên sử dụng. Cái phần tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh ha, để cô giải thích lại. Cái hormone vỏ thượng thận á, thì nó gồm có 3 nhóm, phải không? Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà mineralocorticoid là đại chất đại diện là aldosterone nè. Cái thứ hai là nhóm glucocorticoid, cái chất đại diện là cortisone nè. Và cái thứ ba nữa là testosterone nè, là cái bản chất của nó là androgen đó. Ba cái này là nó sản xuất, đó là cái ba cái nhóm hormone của vùng vỏ thượng thận, nó được sản xuất từ cái nguyên liệu ban đầu là cholesterol qua nhiều cái phản ứng hóa học ha, tới cái tạo thành cái chất pregnenolone nè. Mấy em thấy nó sẽ chia làm ba nhánh, cái nhánh thì nó sẽ tạo ra nhóm này, nhánh thì đi qua nhóm này, nhánh thì nó qua nhóm cái hormone này. Thì cái bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh á là cái bệnh đột biến gen, nó thiếu một cái đoạn gen mà để tổng hợp những cái hormone này. Và trong đó hơn 95% là nó thiếu cái enzyme để tổng hợp cái gen 21 hydroxyla nè. 21 hydroxyla thì có enzyme này dưới đây nè. Hai cái enzyme này nè. Thì ví dụ như nó thiếu cái đoạn gen để tổng hợp hai cái enzyme này thì hai cái này nó sẽ thiếu nè. Cho nên nó không tạo được cortisol, nó không tạo được cái nhóm
Andosterone, nó thuộc nhóm mineralocorticoid, thì mấy em nhớ là nó khi mà nó thiếu cortisone này thì nó sẽ feedback lên trên cái vùng hạ đồi đó, kích thích tăng ACTH, tăng ACTH. Mà ACTH nãy trong cái phần đầu bài đó cô có nói đó, là ACTH đó, thì nó tác động lên cái vùng bó và cái vùng lưới, là cái vùng sản xuất ra nhóm glucocorticoid và nhóm androgen nè. Ha. Cho nên trong trường hợp này nó tăng ACTH thì nó sẽ làm tăng cái pregnenolone nè, mà cái nhánh bên đây thì nó đã bị ức chế rồi, nó đâu có qua được, thì nó sẽ bao nhiêu cái này là nó sẽ qua bên đây, nó tăng này, nó tăng testosterone, nó tăng cái androgen nè. Cho nên trên bệnh nhân tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh đó, lúc nào nó cũng có cái tăng cái androgen nữa hết. Lúc nào nó cũng có tăng androgen nữa hết, cho nên nó sẽ thể hiện ở bé trai đó, ở ở bé trai á thì nó sẽ có cái tình trạng là bị dậy thì sớm, còn bé gái á, thì nó sẽ có cái tình trạng bị nam hóa, thí dụ như là bị rậm lông, bị hói đầu, cái giọng nói của nó sẽ bị trầm ha, rồi nếu nặng thì nó sẽ rối loạn cơ quan sinh dục ngoài. Và giờ mình muốn làm sao mà để giảm cái androgen, là giảm cái testosterone thì làm sao? Tại cái tăng này là do tăng ACTH. Vậy thì mình sẽ điều trị, mình đưa cái nhóm thuốc này vô nè để nó feedback, làm giảm cái ACTH thì này nó sẽ giảm cái androgen và điều trị suốt đời. Và trong bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh á thì luôn luôn là có tăng tăng cái ăn mà có tình trạng nam hóa nè, tăng cái này. Và hai cái này, còn cái mà nếu mà nó thiếu cái ăn, nó thiếu mà nó tác động, nó ít có ảnh hưởng tới cái enzyme mà để tạo thành androsterone nó, thì nó chỉ có thể hiện là cái thể là bị nam hóa thôi. Còn nếu mà nó ảnh hưởng cái men này nó nhiều, cũng giống như men này á, thì nó sẽ có cái tình trạng là bị nam hóa mà bị mất múi luôn, bị mất múi luôn. Thì khi đó mình điều trị trong cái tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh đó, thì mình cũng phải thêm cái thuốc thuộc nhóm mineralocorticoid vô. Nhưng mà trong cái điều trị tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh thì em nhớ là để mai mốt em học sinh sản đi, thì mấy em hoặc là cô nghĩ là bên nội thế nào cũng có sẽ dạy cái bài này á, thì mấy em sẽ biết là cái thuốc chính là người ta đưa vô cái nhóm này vô nè, và điều trị suốt đời, tại thiếu cái này á là nó sẽ bị suy vỏ thượng thận cấp á. Cho nên đưa cái này vô chứ để nó feedback làm giảm ACTH thì nó giảm cái tốt lên luôn nè, cái androgen, và điều trị suốt đời cái liều sinh lý. Ở trẻ em thì mình sử dụng cái nhóm glucocorticoid này, sử dụng là hydrocortisone. Đây nè, em nhớ cái hình này đi. Bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh nè, thì nó là thiếu hai cái này, thiếu hai cái này, và nó làm tăng cái androgen là luôn luôn có tăng nè. Và cái này cho nên, và cái này thiếu thì nó sẽ feedback lên trên cái vùng hạ đồi làm tăng tiết ACTH đó. Cho nên cái tăng androgen này là do tăng ACTH, thì mình đưa cái này vô để mình ức chế cái ACTH. Với lại cái cortisone này là không thể thiếu, là không thể thiếu được, thiếu nó thì gây suy vỏ thượng thận cấp, thì nó sẽ duy trì huyết áp, duy trì đường huyết, nó duy trì sự hàn định chất điện giải đó. Cho nên trong bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, người ta đưa nhóm glucocorticoid nè vô để feedback lên trên vùng hạ đồi để làm giảm ACTH, và dùng liều sinh lý điều trị suốt đời. Còn cái thể mà thể mất múi hoặc là thể nam hóa như những cái thể đó, thì em nhớ hình này đơn giản vậy đi, gục hồi mai mốt học bệnh học thì sẽ giải thích kỹ hơn nữa, sẽ nói kỹ hơn về cái này thì em sẽ hiểu sâu hơn. Được chưa? Cô giải thích từ kia được chưa? Dạ được. Dạ được hả? Rồi bữa học hôm nay em thấy sao? Thấy không? Corticoid sao dùng sáng mà không dùng chiều? Sao dùng sáng mà không dùng chiều? Có bạn nào mà giải thích được cho bạn này không? Khi nào mình bắt buộc phải sử dụng buổi sáng? Khi nào bắt buộc phải sử dụng buổi sáng?
bắt buộc phải sử dụng buổi sáng á, là khi nào mình sử dụng mình sợ nó bị có nguy cơ suy võ thượng thận cấp á, thì mình mới sợ nó ức chế trục hạ đầu tuyến yên á, thì mình mới sử dụng buổi sáng không, mà không sử dụng buổi chiều mà nó có nguy cơ suy võ thượng thận cấp khi mà mình sử dụng cái liều trên liều sinh lý và thời gian kéo dài thì nó mới có nguy cơ là ảnh hưởng tới cái trục hạ đầu tuyến yên, có nguy cơ là suy võ thượng thận cấp, thì mình mới uống vào buổi sáng. Tại vì ví dụ như cô nói là em uống, người ta muốn uống một lần phải không, tức là ta muốn là trong ngày cái vỏ thượng thận nó sẽ được kích thích bởi ACTH, có thời điểm bị được kích thích bởi ACTH cho nên ngày ta mới uống một lần thôi. Còn nếu mà em uống buổi chiều đi cô, thí dụ uống một lần uống buổi chiều đi, mà em uống buổi chiều theo sinh lý bình thường của mình đó, theo sinh lý bình thường của mình đó, thì cái theo sinh lý bình thường của mình đó, thì 12 giờ đêm là cái ACTH đó, nó gần như nó không có sản xuất, tới 4 giờ sáng là bắt đầu nó tăng lên để nó kích thích vỏ thượng thận sản xuất cái cortisol, nó tăng tối đa tới tới 8-9 giờ sáng. Bây giờ mấy em uống buổi chiều, uống thì lúc 4 giờ sáng đó, lẽ ra cái ACTH nó phải tăng tiết lên để nó kích thích cái vỏ thượng thận đó, thì nó tăng lên không được, do cái nồng độ thuốc ở trong máu nó còn cao cho nên nó tăng lên không được, cho nên cái vỏ thượng thận thời điểm này nó không chịu sự kích thích của ACTH. Tới cái buổi chiều nồng độ thuốc corticoid mà ngoại sinh mình đưa từ phía bên ngoài vào đó nó giảm rồi, thì là theo cái nhịp sinh lý á, thì cái ACTH này nó cũng giảm tiếp. Vậy thì có phải là mình uống vào buổi buổi chiều á, là cả ngày cái vỏ thượng thận nó bị ức chế không? Cho nên mình phải uống buổi sáng. Buổi sáng mình uống phải phải uống buổi sáng, tức là buổi sáng lúc 8 giờ sáng đó là cái vỏ thượng thận nó được kích thích bởi ACTH, nồng độ cortisol nó sẽ tăng lên trong máu rồi. Mình uống cho tới lúc mà tới buổi chiều, tới 12 giờ đêm, tới 4 giờ sáng thì cái ACTH này nó được tiết ra để nó làm tăng kích thích cortisol tăng tiết, thì lúc này corticoid nồng độ corticoid ngoại sinh mình đưa vào là nó giảm rồi. Cho nên nó sẽ tiết ra được, nó kích thích vỏ thượng thận được. Tức là mình uống vào buổi sáng thì mình sẽ đúng như cái nhịp sinh lý, tức là cái ACTH nó sẽ buổi sáng nó sẽ tiết ra nó kích thích vỏ thượng thận, buổi chiều theo nhịp sinh lý thì nó sẽ giảm. Mình sử dụng vậy thì khi mình sử dụng thời gian kéo dài như vậy thì cái nguy cơ mà ảnh hưởng cái trục hạ đầu tuyến yên, nguy cơ mà teo vỏ thượng thận nó sẽ giảm. Rồi, vậy được hai mấy em? Vậy à, cái buổi sau là mấy em học buổi thứ mấy? Buổi sau là để coi cô coi mấy lớp mấy em lớp buổi thứ mấy? Dạ thứ năm cô ơi. Thứ năm à? Vậy thứ năm là mấy em tuần sau nghỉ. Thứ năm mình như lễ gì đó. Không, thứ năm tuần này cô, thứ năm tuần này Mỗi thứ năm tuần này cô thấy trên lịch cô Khánh gửi là như là nghỉ nghỉ lễ gì đó tuần dạ, này để cái gì để cái gì em coi lại cái lịch của vụ á. Tuần sau nữa, nếu mà bữa tuần sau nữa là cũng ngay cái buổi này nữa là thì mấy em coi lại cái bài hormone tuyến giáp và thuốc kháng giáp ha. Dạ. Rồi tuần sau nữa cũng làm giống vậy cho cô nha. Dạ. Còn gì nữa không em? Rồi vậy thôi ha. Dạ. Cảm ơn Dạ. nha. Cảm ơn cô. Dạ.